Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, đã như vậy, Tiểu Hoàng, ngươi liền ở lại tổ địa bên trong, chấp trưởng Bắc Mãng đạo thống, âm thầm điều tra nữa bản đồ kia tin tức, nếu quả thật có thể tìm được huyền hải bản đồ, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Vậy huyền hải như vậy thần bí, Diệp Thần cũng muốn đi xem. Trong truyền thuyết Vạn Vật Mẫu Kiếm Quyết, Hồng Quân lão tổ vì tưởng niệm vợ quá cố sáng chế kiếm pháp, ngay tại huyền hải bên trong, thậm chí liền Kiêm Gia tiên tử đạo thống, cũng ở đây huyền hải bên trong. Thiên võ tiên môn có tiên đoán, tương lai vận mệnh đứng đầu, sẽ thừa kế Kiêm Gia tiên tử đạo thống, Diệp Thần tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn nhất định phải đi huyền hải xem. Huống chi, để cho Tiểu Hoàng ở lại tổ địa bên trong, cũng có thể mượn cái này phiến tổ địa tài nguyên, tăng tiến hắn tu vi. Tiểu Hoàng trong lòng tuy không thôi Diệp Thần, nhưng vậy rõ ràng cục diện trước mắt, nói, được, chủ nhân, ta đều nghe phân phó của ngươi. Sự việc liền quyết định như vậy xuống, Tiểu Hoàng thừa kế Bắc Mãng vương tộc trưởng giáo ngôi, chính thức chấp trưởng Bắc Mãng đạo thống. Bắc Mãng tổ địa bên trong, cử hành trọng thể nghi thức. Dĩ nhiên, nghi thức này, Diệp Thần không có tham dự, hắn chẳng muốn bại lộ quá nhiều. Đồng thời, Bắc Mãng tổ địa vậy hướng ngoại giới tuyên cáo, Diệp Thí Thiên cùng Bắc Mãng thị đạt thành giao dịch, Bắc Mãng thị hy sinh một giọt tổ vương máu tươi, thay Diệp Thí Thiên tháo ra thiên võ ngọa long kinh cấm chế, cũng đổi hồi phiên thiên ấn. Cái này tuyên cáo, đương nhiên là giả, lừa bịp một tí ngoại giới thôi. Dẫu sao phiên thiên ấn, là ma tổ vô thiên tặng cho Diệp Thần pháp bảo, lại chuyển giao đến Bắc Mãng thị trong tay, nếu như không có một cái cớ thích hợp, rất có thể dụ cho người hoài nghi. Tiểu Hoàng phụ thân Bắc Mãng Tiêu, hoàn toàn quy ẩn, ngoại giới chỉ lấy là hắn chết, Bắc Mãng thị là hắn cử hành một tràng tang lễ long trọng. Tang lễ cùng trưởng giáo giao tiếp nghi thức, đồng thời cử hành. Tiểu Hoàng liền ở đầy trời đồ tang, đầy trời tung bay tiền vàng bạc, còn có một phiến bi thương trầm úp nhạc tang trong tiếng, nhận lấy Bắc Mãng thị trưởng giáo ngôi. Từ đây, hắn tên thật, Bắc Mãng Thái Hạo, sẽ được truyền khắp toàn bộ Hắc Ám Cấm Hải, thậm chí còn thái thượng thế giới. Ngoại giới trọng thể nghi thức, Diệp Thần dĩ nhiên là không có tham dự. Diệp Thần ở tổ địa chỗ sâu, một nơi tĩnh lặng trong rừng cây, ở yên lặng cảm ngộ thiên võ ngọa long kinh. Vậy một trang kinh thư, đen nhánh phong ấn xiềng xích, che đậy ở tất cả chữ viết. Võ tổ đạo tâm, phá. Diệp Thần thong thả, vận chuyển lên võ tổ đạo tâm, đem tầng kia cấm chế, toàn bộ phá hỏng. Rào. Cấm chế phá vỡ sau đó, kinh thư nguyên vẹn diện mạo, xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Trang sách bên trên, mỗi một cái chữ viết, cũng tràn ngập cổ xưa đại lộ hơi thở. Rất tốt, ta đã có ba trang kinh thư. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, thiên võ ngọa long kinh, tán lạc ở thế gian trang sách, tổng cộng cũng chỉ có 5 trang, trước mắt Diệp Thần đã lấy được rồi 3 trang. Còn thiếu 2 trang, một trang ở tài quyết chi chủ trong tay, một trang ở ngọa long thần tôn trong tay. Ngọa long thần tôn là 12 thần tôn một trong, thái thượng thiên nữ người làm, thái thượng thiên nữ từng có phân phó, chỉ cần Diệp Thần tu vi, đạt tới quá chân cảnh, trang này kinh thư liền muốn tặng cho Diệp Thần. Nàng vì đào tạo Diệp Thần, là thật bỏ vốn gốc, liền thiên võ ngọa long kinh cũng bỏ được đưa đi. Mà Diệp Thần trước mắt tu vi, đã đến hoàn chân cảnh 7 tầng thiên, khoảng cách quá chân cảnh không xa. Hồng mông đại tinh không, luyện hóa cho ta. Diệp Thần ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, mở hồng mông đại tinh không. Một phiến vô cùng tinh không sáng chói đồ quyển, nhất thời ở đỉnh đầu hắn mở ra. Hô! Diệp Thần lớn giơ tay lên một cái. Tờ kia mới thiên võ ngọa long kinh, xông lên bay lên trời, cùng hồng mông đại tinh không dung hợp. Rào. Nhất thời, thiên võ ngọa long kinh cùng hồng mông đại tinh không, dần dần dung hợp một chỗ, tinh không trên nổi lên cổ xưa đại lộ chữ viết, lấp lánh rực rỡ, đầy trời chữ viết lóe lên, liền như vũ trụ tinh thần vậy, sáng đẹp nguy nga. Cái này dung hợp quá trình, đại khái kéo dài 3 ngày. Mà ở 3 ngày sau khi kết thúc, Diệp Thần đỉnh đầu hồng mông tinh không, đã có một loại trở lại nguyên trạng hay uẩn, ánh sao tràn ngập cổ xưa thanh hư ý, không ngừng có sao rơi bay rơi xuống tới, thậm chí tạo thành thác nước, từng đạo tinh bộc như cực quang vậy rủ xuống, vô cùng là nguy nga. Cùng lúc đó, Diệp Thần tu vi hơi thở, cũng là đột nhiên đột phá, cả người tinh mang bạo tránh, huyết nguyệt trói lọi lưu chuyển, còn có khí tức hủy diệt ở gào thét. Còn thật cảnh tầng 8 trời, rốt cục thì đột phá. Diệp Thần nắm quyền một cái. Cảm thụ trong cơ thể tăng vọt hơi thở,
nội tâm vô cùng mừng rỡ. Hắn võ đạo tu vi, muốn đột phá, so với người thường khó khăn gấp trăm ngàn lần, mà bây giờ được một trang thiên võ kinh thư, trực tiếp tấn thăng đột phá, có thể gặp cái này kinh thư lợi hại. Cái này kinh thư lợi hại, Diệp Thần đột phá cũng không đơn giản như vậy, không chỉ là đột phá tu vi, Diệp Thần cảm thấy tự thân hồng mông đại tinh không, huyết nguyệt đổ sát thiên trảm, hủy diệt đạo ấn vân. Vân, cũng có đột phá. Hồng mông đại tinh không, đổi được càng nguy nga sáng chói, huy hoàng lóa mắt. Mà huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, trước mắt đã có thể diễn hóa ra bảy luân huyết nguyệt, cảnh giới cũng có tiến bộ. Còn như hủy diệt đạo ấn, lại là trực tiếp tăng vọt đến 9 tầng trời bước. Hủy diệt đạo ấn 9 tầng trời, đây là đỉnh cấp cảnh giới, tiến thêm một bước, chính là đột phá thiên địa. Diệp Thần yên lặng cảm ngộ, trong đầu không tự chủ được, lướt qua Xi Xui kiếm đạo đủ loại diệu pháp. Kiếm hết sức, Xi Xui đoạn bộc, nghịch chuyển thiên địa, nghiền ép hết thảy. Mà nói là tương thông, Xi Xui kiếm đạo nghịch thiên dung mạo, đối với hủy diệt đạo ấn tu vi, cũng có tăng thêm chỗ. Diệp Thần phỏng đoán không lâu sau nữa, hắn hủy diệt đạo ấn, có thể đột phá thiên địa hạn chế, trực tiếp tăng vọt đến trong truyền thuyết 10 tầng thiên cảnh giới. Diệp đại nhân, chúc mừng đột phá. Bên ngoài có một cái tay cụt nam tử đi tới, hướng Diệp Thần chúc mừng. Chính là Kiếm Vô Danh. Kiếm Vô Danh tựa hồ ở bên cạnh đợi rất lâu, thấy Diệp Thần đang tu luyện nguy cấp, từ đầu đến cuối không dám quấy rầy, hiện tại Diệp Thần kết thúc tu luyện, hắn mới xuất hiện. Có chuyện. Diệp Thần nhướng mày một cái, xem Kiếm Vô Danh hình dáng, tựa hồ là có chuyện gì phát sinh. Vậy Xi Xui kiếm đạo diệu pháp, Diệp Thần cũng cùng Kiếm Vô Danh nói qua, Kiếm Vô Danh vậy xem qua kiếm kia đạo bia đá, hắn kiếm đạo năng lực siêu tuyệt, đã lĩnh ngộ, nhưng tiếc là không không thời không quy luật, quá mức đáng sợ, hắn hoàn toàn không cách nào điều động. Nói cách khác, Kiếm Vô Danh là ở trên lý thuyết, lĩnh ngộ Xi Xui một kiếm. Nhưng ở trên thực tế, hắn không thi triển được. Không không thời không hơi thở, quá mức đáng sợ, đừng nói hắn tay cụt, coi như là hai cánh tay hoàn hảo, cũng không thể chịu đựng. Chỉ có Diệp Thần luân hồi huyết mạch, mới có thể chịu đựng không không lực lượng. Kiếm Vô Danh ngưng trọng nói, Diệp đại nhân, ngày hôm qua có một đạo huyết quang tà voi hiện lên, tựa hồ chính là vậy chạy trốn tà kiếm, mà tà kiếm khí tượng chỉ địa phương, chính là địa tâm vực. Diệp Thần con ngươi hơi co rúm một cái, nói tà kiếm đi địa tâm vực. Ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta? Kiếm Vô Danh nói, Diệp đại nhân, ngươi đã qua trời vẫn còn ở tu luyện nguy cấp, ta sợ quấy rầy đến ngươi. Diệp Thần nhướng mày một cái, trầm ngâm nói, địa tâm vực vốn là nguy cơ vần quanh, hơn nữa một cái tà kiếm, chỉ sợ tình thế không ổn. Hắn lấy là vậy tà kiếm thoát khỏi sau đó, sẽ ở hắc ám biển cấm bên trong dạo chơi. Nào nghĩ tới lại có thể bay đi địa tâm vực. Kiếm Vô Danh nói, không chỉ là tà kiếm, còn có vậy Thường Mạch Quân. Diệp Thần nói, tìm được Thường Mạch Quân. Kiếm Vô Danh gật đầu một cái, nói, ngày hôm qua Già Thiên Ma Đế các hạ, phát tới truyền thư, hắn nói hắn tựa hồ điều tra được Thường Mạch Quân tung tích, cũng đi địa tâm vực, bảo chúng ta chú ý. Vừa nói trình lên một phong thư. Diệp Thần vội vàng nhận lấy vừa thấy, quả nhiên là Già Thiên Ma Đế gửi tới. Già Thiên Ma Đế biết rõ Thường Mạch Quân đáng sợ, mặc dù Ma Tổ Vô Thiên nói, không cần ngoài định mức điều tra, nhưng hắn vẫn là lo lắng, âm thầm điều tra, nhưng phát hiện Thường Mạch Quân lại có thể đi địa tâm vực. Kiếm Vô Danh suy nghĩ một chút, thần sắc nghiêm túc nói, Diệp đại nhân, chúng ta phải hồi địa tâm vực một chuyến. Diệp thần sắc ngưng trọng, nói, được, cũng là thời điểm trở về. Lần này rời đi địa tâm vực, ở hắc ám biển cấm lịch luyện, thời gian vậy không ngắn. Địa tâm vực nguy cơ, chỉ sợ càng ngày càng nghiêm trọng, Diệp Thần cũng là thời điểm hồi đi xem một chút. Này chuyến hắc ám biển cấm chuyến đi, Diệp Thần cơ duyên kỳ ngộ, quả thực không nhỏ, kiếm đạo tu vi đã đạt tới đỉnh cấp, lại chữa trị linh khư thiên châu, sau này đối kháng vạn khư ý chí, đem sẽ đơn giản rất nhiều. Mộ chủ đại nhân, người phải về địa tâm vực sao? Được, rất tốt, giết chết Huyền Cơ Nguyệt, cướp lấy nàng vận mạng huyết mạch, cứu vãn ta chân thân. Ngay tại hôm nay, luân hồi mộ địa bên trong, cửu U Tà Quân nghe được Diệp Thần rốt cuộc phải hồi địa tâm vực, nhất thời vô cùng kích động, trong ánh mắt toát ra thích xiết chóc hung lệ thần sắc. Hắn cực hận Huyền Cơ Nguyệt, chỉ muốn đem Huyền Cơ Nguyệt bằng thây vạn đoạn. Lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, muốn giết Huyền Cơ Nguyệt, mấy kiếm đủ rồi.
chỉ muốn giết chết Huyền Cơ Nguyệt, liền có thể cứu vãn luân hồi mộ địa bên trong đại năng, còn có thể cướp lấy ông trời của nàng kiếm cùng huyết mạch, thừa kế mệnh vận đạo thống, trở thành một đời mới vận mệnh đứng đầu, thậm chí biến thành Hồng Quân tiên đoán bên trong, thừa kế kiêm gia tiên tử đạo chính thống người. Tuy nói hôm nay địa tâm vực nguy cơ, vạn khư uy áp cực kỳ nghiêm trọng, cần Huyền Cơ Nguyệt trợ lực, nếu như nội đấu chém giết, rất có thể bị vạn khư thần điện ngư ông đắc lợi. Nhưng, Diệp Thần nhưng không được nhiều như vậy. Huyền Cơ Nguyệt quá mức nguy hiểm, nếu quả thật bị nàng ứng tiên đoán, thừa kế kiêm gia tiên tử đạo thống, vậy Diệp Thần và Cửu U Tà Quân, còn có rất nhiều luân hồi mộ địa bên trong đại năng, đều phải chết. Lập tức Diệp Thần cùng Tiểu Hoàng một phen nói tạm biệt sau đó, liền cùng kiếm vô danh cùng nhau, biến dạng hư không, trở lại địa tâm vực. Rào. Một hồi hư không khí lưu xoay tròn sau đó, Diệp Thần cùng kiếm vô danh, thuận lợi trở lại địa tâm vực. Nhưng gặp trên đất tim vực trời cao, một tòa cự đỉnh lơ lửng, thụy khí thiên điều, hà thải vạn trượng, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế bố trí cửu đỉnh đại trận. Trước mắt cửu đỉnh đại trận, như cũ chỉ có một đỉnh, nhưng cái này một đỉnh, ánh sáng rực rỡ cũng không so mênh mông sáng chói, xuyên qua trùng trùng thời không, vô luận trên đất tim vực nơi nào, đều có thể thấy vậy cự đỉnh huy hoàng khí tượng, so Thái Dương còn chói mắt hơn. Ở đó cự đỉnh bên trên, đã có ba đạo đồ đằng, sáng lên. Đạo thứ ba vạn khư ý chí hạ xuống. Diệp Thần nhìn xa phương thiên không đỉnh lớn, gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn cùng kiếm vô danh lúc rời đi, vạn khư ý chí chỉ có hai đạo, nhưng hiện tại đã có ba nói, lại có một đạo mới hạ xuống. Cái này đạo mới hạ xuống ý chí, từ đồ đằng tới xem, là một cái ông cụ áo bào xanh. Hơi thở đối phương thu liếm, trước mắt không có đại động tác gì, tựa hồ là ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Dẫu sao vạn khư ý chí tuy mạnh, nhưng địa tâm vực cường giả như mây, cũng không phải dễ khi dễ, chính là ba đạo ý chí, còn lật trời không được. Vạn khư bên này rõ ràng cho thấy ở xúc thế chờ đợi, trong thời gian ngắn sẽ không làm loạn, ngược lại cũng không cần lo lắng. Nhưng nghĩ tới sau này nguy cơ, Diệp Thần tự nhiên không có gì thần sắc nhẹ nhõm. Diệp đại nhân, người xem, nơi này tựa hồ có một đạo huyết quang tà voi. Kiếm vô danh chỉ hướng chân trời, nơi đó đang mơ hồ chìm nổi trước một món huyết quang tà voi, hung hãn dị thường. Đó là, kiếm thế trần, chẳng lẽ nói. Ta kiếm muốn giết đi kiếm thế trần. Diệp Thần mặt liền biến sắc, thiên cơ suy diễn dưới, chính là cảm thấy được, huyết quang kia tà voi, đang đại biểu tà kiếm. Mà tà kiếm chỉ địa phương, chính là kiếm thế trần. Huyết ngưng thiên ngay tại kiếm thế trần bên trong. Vù vù. Lúc này, Diệp Thần cùng huyết ngưng thiên tới giữa đưa tin ngọc bội, vậy chấn động dậy rồi. Huyết ngưng thiên ở hướng hắn cầu cứu, hơn nữa đặc biệt chặt cấp. Vô danh. Ta phải đi trấn áp vậy tà kiếm, ngươi thay ta cùng Huyền Cơ Nguyệt nói một tiếng, ta muốn cùng nàng sanh tử quyết chiến, liền ở 10 ngày sau đó, kêu nàng tới phong gia tổ địa gặp ta. Diệp Thần nhìn về phía kiếm vô danh, phân phó. Hắn cùng Huyền Cơ Nguyệt mối thù cũ, cũng nên đến thanh toán lúc. Chủ yếu là Hồng Quân tiên đoán, để cho hắn cảm thấy cực lớn áp lực. Vạn nhất bị Huyền Cơ Nguyệt, thừa kế kiêm gia tiên tử đạo thống. Lấy thêm đến vạn vật mẫu kiếm quyết hoặc là kinh cức phương quan cùng cơ duyên, vậy Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn giải quyết hậu hoạn, dĩ nhiên là thừa dịp còn sớm chém chết Huyền Cơ Nguyệt cho thỏa đáng. Kiếm vô danh ngẩn ngơ, nói, Diệp đại nhân, người muốn cùng Huyền Cơ Nguyệt quyết liệt sao? Hiện tại, bây giờ không phải là nội đấu thời điểm. Vạn khư nguy cơ quá nghiêm trọng, đối kháng vạn khư, cần vận mạng trợ lực, nếu như giết chết Huyền Cơ Nguyệt. Vậy thì mất đi một phần lực lượng, đối với đại cuộc bất lợi. Huyền Cơ Nguyệt khí vận cực kỳ nghịch thiên, nếu có Huyền Cơ Nguyệt đứng ở cùng trận tuyến, tất nhiên có chỗ tốt. Diệp Thần nói, ta cũng không muốn nội đấu, nhưng cái này 3 năm thời gian, Huyền Cơ Nguyệt nếu như không chết, nàng nhất định có động trời kỳ ngộ, đến lúc đó không cần cùng Vũ Hoàng Cổ Đế hạ xuống, người ta đều là chết. Kiếm vô danh trong lòng rét một cái, hắn tự nhiên cũng biết Huyền Cơ Nguyệt thủ đoạn. Nếu như Huyền Cơ Nguyệt thật lấy được rồi nghịch thiên cơ duyên, nàng khẳng định sẽ khơi mào nội đấu, giết Diệp Thần. Diệp Thần bên người người thân cận, cũng không thể có sống sót cơ hội. Thà ngồi chờ chết, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt tới giữa, oán hận chất chứa quá sâu, đã không có hòa giải có thể, hợp tác cuối cùng là tạm thời, giết hại mới là kết cục sau cùng. Huống chi, Huyền Cơ Nguyệt trong tay,
còn nắm giữ một phần chia luân hồi đại năng chân thân, nếu như nàng thật có thành ý hợp tác mà nói, vậy sớm hẳn đem bộ phận kia chân thân, thả ra. Kiếm Vô Danh trầm tư một hồi, cuối cùng gật đầu một cái, nói, được, Diệp đại nhân, ta sẽ thông báo cho Huyền Cơ Nguyệt, kêu nàng chuẩn bị sanh tử quyết chiến, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thần nói, được, cáo từ. Thỏa thuận xong, Diệp Thần lên đường đi kiếm Thế Trần, mục tiêu là trấn áp tà kiếm. Mà Kiếm Vô Danh, chính là đi Huyền gia Tử Vi Ngân Hà đạo tràng, thông báo Huyền Cơ Nguyệt, kêu nàng chuẩn bị sanh tử quyết chiến. Quyết chiến thời gian, là 10 ngày sau. Mà quyết chiến địa điểm, chính là ở Phong gia tổ địa. Luân hồi cùng vận mạng vạn năm ân oán cửu hận, rốt cuộc sắp muốn nghênh đón quyết chiến thời khắc. Diệp Thần trong lòng ra hắn dự liệu bình tĩnh, liền chính hắn đều cảm thấy bất ngờ, có thể là sớm đã có chuẩn bị tâm tư, cho nên giếng cổ không dao động. Dù sao, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, coi như không mở ra luân hồi huyết mạch, muốn giết Huyền Cơ Nguyệt cũng là dễ như trở bàn tay, hắn căn bản không sợ. Diệp Thần biến dạng hư không, đi tới kiếm Thế Trần, nhưng phát hiện ở kiếm Thế Trần bên trong, một cái trận pháp vòng bảo vệ che lấp. Mà ở trận pháp bên trong, có một cái xinh đẹp huyết y cô gái, đang ngồi xếp bằng điều tức. Phụ nữ kia chính là huyết Ngưng Thiên. Ngưng Thiên. Diệp Thần thấy huyết Ngưng Thiên, lớn tiếng kêu gọi, giọng lộ ra nóng nảy. Huyết Ngưng Thiên mở mắt ra, thấy Diệp Thần tới, nhất thời đại hỉ, mở ra trận pháp cấm chế. Diệp Thần nhìn chung quanh, không phát hiện tà kiếm, nhưng có thể mơ hồ bắt được tà kiếm hơi thở. Thậm chí, Diệp Thần còn ngoài ra bắt được, nơi này ngoài ra cất giấu một đạo hung ác là sát khí, tựa hồ chính là Thường Mạch Quân hơi thở. Chẳng lẽ Thường Mạch Quân vậy chó điên, cũng tới kiếm Thế Trần? Diệp Thần trong lòng rét một cái, vội vàng tiến vào trận pháp bên trong, đi tới huyết Ngưng Thiên trước mặt. Bây giờ Diệp Thần, mặt nạ đã sớm lấy xuống, lộ ra vốn là tướng mạo, đột phá tu vi đến còn thật cảnh tầng 8 trời, hắn luân hồi huyết mạch, khí chất tu dưỡng, đều có to lớn lột xác, bề ngoài nhìn như, phong độ nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều có tiêu sái tư thái, đủ để làm thế gian mỗi một người cô gái làm lòng say. Diệp Thần, chúng ta đã lâu không gặp. Huyết Ngưng Thiên thấp giọng líu díu, trong mắt lộ vẻ kích động cùng một tơ mê luyến thần sắc, lại không nhịn được ôm lấy Diệp Thần, mềm nhũn thân thể dán đến Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần cảm nhận được một hồi ôn hương nhuyễn ngọc, tâm thần nhất thời hơi rung động. Huyết Ngưng Thiên ôm Diệp Thần cổ, ngẩng đầu thật sâu hôn, thậm chí nắm lên Diệp Thần tay, thả vào mình vậy to lớn đầy đặn bên trên, vô cùng chủ động cùng nóng rực. Diệp Thần cùng nàng trải qua sống chết, cũng có qua da thịt gần gũi. Nhưng trước kia nàng sẽ không như thế chủ động. Mà hiện tại, Huyết Ngưng Thiên rõ ràng so với trước kia chủ động nhiều. Muốn đến là Diệp Thần luân hồi huyết mạch, càng ngày càng thành thục, đối với người khác phái hấp dẫn mị lực, vậy càng ngày càng lớn, cho dù là trong trẻo lạnh lùng như Huyết Ngưng Thiên, ở Diệp Thần trước mặt cũng thay đổi được nóng như lửa. Ngưng Thiên, ngươi không có sao chứ? Ngươi hơi thở tựa hồ có chút yếu ớt. Diệp Thần bàn tay đang đè Huyết Ngưng Thiên ngực. Có thể rõ ràng cảm nhận được nàng hơi thở yếu ớt, mặc dù không có bị thương, nhưng tựa hồ mới vừa trải qua một trận đại chiến. Ta không có sao, mới vừa một chuôi tràn đầy cực kỳ khí thế kinh khủng tà kiếm đột nhiên xuất hiện, làm ta sợ hết hồn, vậy tà kiếm thiếu chút nữa phá hỏng ta trận pháp, ta hoàn toàn không địch lại, tà kiếm không phải bị phong ấn ở trấn tà bàn sao. Làm sao biết bay thoát ra khỏi tới. Huyết Ngưng Thiên nhìn Diệp Thần, nói. Diệp Thần thở dài một tiếng. Có chút tự trách, nói ta đã hiến tế trấn tà bàn, bị vậy tà kiếm chạy ra. Huyết Ngưng Thiên à đích một tiếng, rất kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể hiến tế rớt trấn tà bàn. Ngươi gặp cái gì cường địch, lại có thể ép được ngươi hiến tế trấn tà bàn. Huyết Ngưng Thiên rất là tò mò, nàng biết rõ Diệp Thần mạnh mẽ, lại có người có thể đem Diệp Thần, ép đến hiến tế trấn tà mâm bước, người nọ nhất định hết sức lợi hại. Diệp Thần nói, chậm một chút nói sau. Vậy tà kiếm đi nơi nào? Huyết Ngưng Thiên nói, vậy tà kiếm vốn là công nhanh phá ta phòng ngự, ta hướng ngươi cầu cứu, nhưng không ngờ, đột nhiên có một cái chó điên vậy người xuất hiện, đỉnh đầu của người kia mang một cái bụi gai bện thành vương miện, tu vi hơi thở thập phần cường đại, hắn muốn cướp lấy tà kiếm, cùng tà kiếm tranh đấu, tà kiếm không địch lại thoát đi, hắn đuổi giết đi, cái này một người một kiếm, hẳn là ở kiếm Thế Trần chỗ sâu chém giết. Diệp Thần con ngươi co rúm một cái. Nói Thường Mạch Quân quả nhiên tới. Huyết Ngưng Thiên nói, Thường Mạch Quân là ai?
Diệp Thần nói, người này đích xác là một con chó điên. Lập tức đem hắn cùng Thường Mạch Quân tranh đấu, rất nhiều nhân quả, cũng hướng Huyết Ngưng Thiên nói một lần. Huyết Ngưng Thiên nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới vậy Thường Mạch Quân điên cuồng như vậy, thậm chí ngụy tạo kinh cức vương quan, cũng không sợ Hồng Quân trách phạt. Tà kiếm cùng Thường Mạch Quân tranh đấu, chúng ta có lẽ có thể ngư ông đắc lợi, đi nhanh xem. Diệp Thần tâm tư chớp động, vô luận là tà kiếm, vẫn là Thường Mạch Quân, cũng khó đối phó. Hai hổ tranh nhau, hắn có lẽ có đục nước béo cò, thu hoạch mưu lợi bất chính có thể. Lập tức Diệp Thần cùng Huyết Ngưng Thiên, tay nắm tay, đi kiếm thế trần chỗ sâu xuất phát. Huyết Ngưng Thiên hơi thở khá là yếu ớt, Diệp Thần cắt vỡ đầu ngón tay, này nàng uống một chút luân hồi máu tươi, liền để cho nàng khôi phục như cũ. Mà Huyết Ngưng Thiên, mút vào Diệp Thần ngón tay, trong ánh mắt rõ ràng có khác thường tình cảm, cùng trước kia rất không cùng, vậy nóng bỏng ánh mắt, hận không được hòa tan Diệp Thần vậy, tựa hồ nàng muốn mút vào, không chỉ là Diệp Thần ngón tay như thế đơn giản. Càng đến gần kiếm thế trần chỗ sâu, Diệp Thần càng cảm thấy một cổ máu tanh tà ác hơi thở. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Huyết Ngưng Thiên hai người, đi tới kiếm thế trần chỗ sâu, nhưng thấy một cái mờ mịt trường kiếm, đang nhanh như tia chớp bay vút ra. Kiếm kia chính là tà kiếm. Tà kiếm bên trên, có một đạo khói mù vậy bóng người hiện lên, chính là tà kiếm linh ảnh. Tà kiếm linh ảnh trên gương mặt, tràn đầy căm hận bất đắc dĩ thần sắc, trong miệng lẩm bẩm mắng, vậy chó điên, lại ngụy tạo kinh cức vương quan, làm sao còn không bị thiên lý thu thập. Hiển nhiên, hắn mới vừa cùng Thường Mạch Quân đại chiến qua, hơn nữa chiến cuộc bất lợi, hiện tại chạy trốn ra ngoài. Diệp Thần cùng Huyết Ngưng Thiên, đang đối diện đụng phải tà kiếm linh ảnh. À, là các ngươi. Tà kiếm linh ảnh thấy Diệp Thần Huyết Ngưng Thiên hai người, nhất thời kinh hãi. Diệp Thần tu vi hơi thở, để cho hắn cảm thấy nguy hiểm to lớn, mặc dù ngoài mặt xem, Diệp Thần chỉ có còn thật cảnh tầng 8 trời, nhưng sâu tầng thứ sức chiến đấu, nhưng đủ để làm người ta rung động. Bất quá, cùng Thường Mạch Quân so sánh, Diệp Thần còn có điểm chênh lệch. Thường Mạch Quân tu vi, đã đạt tới động trời bách gia cảnh 6 tầng thiên, loại cảnh giới này, dõi mắt toàn bộ địa tâm vực, chỉ có thời kỳ tột cùng cân nhắc quyết định đứng đầu, còn có đã sớm rơi xuống thập phương kiếm thánh, mới có thể chống lại. Cho nên, thấy Diệp Thần sau đó, tà kiếm linh ảnh mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng không hoảng hốt. Chí ít, đối mặt Diệp Thần, muốn so với đối mặt Thường Mạch Quân tốt rất nhiều. Thường Mạch Quân người nọ, là thật vui vẻ chó vậy nhân vật, muốn chấp trưởng tà kiếm. Mà tà kiếm, nhưng không nghĩ bị người bất kỳ chấp trưởng, hắn muốn tự lập đạo thống, hội tụ trong thiên địa khí vận, tương lai nghịch thiên lột xác, muốn đạt tới cao nhất thiên kiếm tầng thứ, thậm chí là vượt qua. Nếu như bị người chấp trưởng khống chế, vậy sẽ rất khó lại còn ngày nổi danh. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên thấy, vậy tà kiếm hiện ra linh ảnh. Hắn cảm thụ một tí tà kiếm hơi thở, phát hiện cái này tà kiếm, khôi phục tự do sau đó, tu vi hơi thở đạt tới kinh người bách gia cảnh 4 tầng thiên. Mới vừa thoát khốn, bị trấn áp vô tận 5 tháng, hôm nay khôi phục được bách gia cảnh 4 tầng thiên. Có chút khó giải quyết, nhưng, cũng có thể đối phó. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, hắn đột phá tu vi đến còn thật cảnh tầng 8 thiên hậu, sức chiến đấu cũng lớn tăng lên. Trước mắt có thể ung dung giết chết bách gia cảnh 3 tầng thiên cường giả. Nhưng, đối mặt bách gia cảnh 4 tầng thiên, Diệp Thần liền cảm thấy có điểm khó giải quyết, bất quá nghiêm túc đánh nhau, phần thắng vẫn là vô cùng to lớn, chỉ là muốn vận dụng một chút lá bài tẩy, không có như vậy ung dung. Rất tốt, ta liền trước hết giết các ngươi, hấp thu các ngươi máu tươi, đối phó cái đó người điên. Tà kiếm linh ảnh ánh mắt run lên, kiếm quang bỗng nhiên như rồng vậy giết ra. Nhắm thẳng vào Huyết Ngưng Thiên. Huyết Ngưng Thiên thực lực, so Diệp Thần yếu hơn, tương đối khá đối phó. Hắn chỉ muốn trước hết giết hết Huyết Ngưng Thiên, lại đối phó Diệp Thần. Ngươi dám? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trong tay rút ra một thanh kiếm, mũi nhọn bại lộ, ma khí nổ tung, chính là Hoang Ma Thiên Kiếm. Trên đất tim vực bên trong, Diệp Thần cũng không dùng ẩn núp cái gì, trực tiếp tự nhiên bùng nổ, tầng tầng hủy diệt đạo ấn. Ở Hoang Ma Thiên Kiếm trên thân kiếm ngưng tụ, tóe ra vô cùng minh mông khí tức hủy diệt, thậm chí ở trong hư không, hình thành tầng tầng hủy diệt gió bão. Ồ, tà kiếm linh ảnh kinh hãi, chỉ cảm thấy Diệp Thần khí tức hủy diệt, vô cùng đáng sợ. Hủy diệt đạo ấn tu vi, lại đạt tới kinh người 9 tầng trời. Diệp Thần một kiếm hoang ma,
cuốn lên trước hủy diệt gió bão, bão giết tới. Tà kiếm linh ảnh không dám cứng rắn đụng, lật đật đi về sau bay ngược. Cửu tiêu kinh hồng đạo, lên. Mà ở tránh diệp thần sát phạt sau đó, tà kiếm linh ảnh cắn răng, hai tay nặn quyết, từng đạo yêu dị hồng mang, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Mà vậy từng đạo hồng mang, nhìn kỹ lại, lại là từng cái cự long, cả người miếng vải phơi bầy u tối màu sắc, tràn đầy tà khí. Thoáng chốc tới giữa, muôn vằn cự long bay lên trời, lẫn nhau xen lẫn, như màu xám đen hồng kiều, phân bố chân trời, giống như tạo thành một cái ùn ùn kéo đến trận pháp, vô cùng nguy nga. Cửu tiêu kinh hồng đạo, long thần phá thiên quyết giả thần thuật. Diệp thần nhìn cái này đầy trời cự long hồng mang khí tượng, nhất thời bắt được ngày này cơ hội. Tà kiếm linh ảnh thi triển thần thông, cửa này cửu tiêu kinh hồng nói, lại là giả cửu thiên thần thuật một trong, là từ long thần phá thiên quyết bên trong diễn hóa ra tới. Bản chính cửu thiên thần thuật, long thần phá thiên quyết, dĩ nhiên là ở Diệp Lạc Nhi trong tay. Cái này cửu tiêu kinh hồng đạo chỉ là giả thần thuật, nhưng cũng biến ảo thiên long hồng mang, bao phủ thiên địa, uy lực ngược lại cũng không thể khinh thường. Vốn là cái này cửu tiêu kinh hồng nói, là khá là tránh khí cuồn cuộn thần thông. Nhưng đến tà kiếm linh ảnh trong tay, thì trở nên được mây đen ảm đạm, sương mù trùng trùng, hắc khí cuốn trời, muôn vàn rồng hung ác chiếm cứ, kiếm khí biến dạng, dị thường dữ tợn. Cửu tiêu long dọn ra, vạn kiếm quy tông, cho ta trấn áp. Tà kiếm linh ảnh quát lên một tiếng lớn, biết rõ Diệp thần mạnh mẽ, ra tay một cái trực tiếp vận dụng lá bài tẩy. Hắn tất cả kiếm khí, tất cả linh khí, toàn bộ điều động đi ra, nóng rực cháy. Đầy vải bầu trời rồng hung ác kinh hồng, xen lẫn hàng tỷ đạo kiếm mang, giống như thác nước vậy chém chết hướng Diệp thần huyết ngưng thiên hai người. Nguy rồi! Huyết ngưng thiên thấy vậy đầy trời kinh hồng rồng hung ác, nhất thời gương mặt thất sắc, nắm Diệp thần tay. Diệp thần chỉ cảm thấy bàn tay nàng lạnh như băng, hiển nhiên sợ hãi tới cực điểm. Đây là tà kiếm chí cường nhất kích, vô cùng cường hãn. Nếu như là ở lúc trước, Diệp thần đối mặt một kích này, cũng phải cảm thấy nguy hiểm. Nhưng hiện tại, hắn tu vi đã sớm đột phá, tà kiếm hôm nay nhất kích, cũng không thể dung chuyển hắn tồn tại. Hồng mông đại tinh không, mở. Diệp thần ngưỡng mặt thét dài, bước chân đạp một cái, vô cùng sáng chói mênh mông, lóe lên đầy trời ngôi sao tinh không, nhất thời ở đỉnh đầu hắn hiện lên, thật cao chống đỡ lên. Mảnh tinh không này, liền giống như một cái khung lư cái chảo vậy, đem Diệp thần cùng huyết ngưng thiên bảo vệ được. Suy suy suy, tà kiếm linh ảnh kinh hồng sát phạt hạ xuống, muôn vàn cự long kiếm khí, hung hăng đánh vào ở Diệp thần hồng mông đại tinh trên không. Nhưng, tức đã là như vậy đánh vào, Diệp thần hồng mông đại tinh không, nếu không có một chút dao động. Trên tinh không, lơ lửng hai viên phá lệ sáng chói tinh thần. Chính là nguyện vọng thiên tinh cùng vạn thú thiên tinh. Cái này hai ngôi sao, để cho được hồng mông lớn tinh không lực phòng ngự, tăng lên tới trình độ cao nhất. Diệp thần cả người lóe lên kim quang, xích trần thần mạch vậy mở ra. Xích trần thần mạch, có thể nói phòng ngự mạnh nhất, cùng hồng mông đại tinh không hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Trong tinh không, từng tầng một kim quang hội tụ trào đáng trước, phòng thủ kiên cố. Tà kiếm linh ảnh sát phạt, vậy muôn vàn cự long kiếm khí, lại không cách nào phá vỡ tinh không phòng ngự. Diệp thần cùng huyết ngưng thiên, tay trong tay đứng ở tinh không dưới. Liền áo khoác đều không từng phiêu động một tí, không chút tổn hao nào. Cái gì, ta lại liền phòng ngự của ngươi cũng không phá nổi. Cái này không thể nào. Tà kiếm linh ảnh thấy một màn này, nhất thời kinh hãi được tột đỉnh. Hắn mặc dù bị trấn áp quá lâu, tu vi suy thoái rất nhiều, nhưng hắn hiện tại cũng là bách gia cảnh 4 tầng thiên cường giả. Hắn cửu tiêu kinh hồng đạo đỉnh cấp sát phạt, đủ để nghiền nát một khối vũ trụ, nhưng lại không phá hết Diệp thần tinh không phòng ngự. Liền Diệp thần một cái chút nào mau cũng không đả thương được. Cái này quá ngoại hạng. Hắn không dám tin tưởng. Diệp thần gương mặt chấn định, trong cơ thể linh khí thật ra thì đang cấp tốc trôi qua. Hắn đột phá không lâu, muốn thử một chút võ đạo của mình nội tình, rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu. Hiện đang thí nghiệm kết quả, để cho Diệp thần vô cùng hài lòng. Hắn toàn lực phòng thủ, không làm tấn công dưới tình huống, liền bách ra cảnh 4 tầng thiên cường giả. Cũng không phá được hắn phòng ngự, đây quả thực là ngoại hạng. Dĩ nhiên, như thế ngoại hạng lực phòng ngự, đối với Diệp thần linh khí tiêu hao, cũng là vô cùng là to lớn. Diệp thần vội vàng thu hồi hồng mông đại tinh không, không có lại vận chuyển đi xuống,
nếu không, linh khí bị tiêu hao quá nhiều, hắn liền tác chiến năng lực cũng không có. Mà thấy Hồng Mông Tinh không thu hồi, tà kiếm linh ảnh nhưng không có chút nào tấn công nữa ý. Diệp Thần Lộ như thế một tay thần thông, rung động thật sâu ở hắn, thậm chí để cho hắn mất đi ý chí chiến đấu. Hắn chỉ cảm thấy Diệp Thần là một tòa núi cao vạn trượng, không thể dao động, lại giống như là mãi mãi mặt trời gay gắt, không phải người phàm có thể ngửa mặt trông lên. Tà kiếm ác linh, ngươi còn dám trở về. Vừa lúc đó, một đạo tràn đầy uy nghiêm, mang đế hoàng khí phách tiếng quát, từ chỗ sâu vang lên. Chỉ gặp một đạo đế quang sáng chói bóng người, biến dạng hư không, phá giết tới. Đó là một thanh kiếm, đế quang mênh mông, hoàng khí ngút trời. Trên thân kiếm, có một đạo đế quang vậy bóng người. Chính là đem hậu đế tam kiếm bên trong đế kiếm. Đem hậu đế tam kiếm bên trong, lấy đế kiếm cường hãn nhất, sát phạt cường hãn dị thường, hàm chứa chư thiên ảo diệu quy luật. Đem hậu đế tam kiếm, cùng tà kiếm xuất từ đồng nguyên, bốn kiếm vốn là đồng căn nhi xanh, nhưng đạo không cùng. Lần này tà kiếm xuất hiện, nhưng là đưa tới đế kiếm chú ý. Đế tôn, là ngươi. Tà kiếm linh ảnh thấy đế kiếm xuất hiện, nhất thời gương mặt trầm xuống, hắn thực lực vốn là không bằng đế kiếm, hiện tại Diệp Thần cũng ở nơi đây, hắn càng không thể nào tương đương. Mà ở đế kiếm sau khi xuất hiện, phương xa suy suy một hồi kiếm minh, lại có hai cây kiếm sâu bắn tới, chính là tướng kiếm cùng hậu kiếm. Đem hậu đế tam kiếm tề tụ, lấy đế kiếm tôn là trung tâm, ba kiếm quang mang cuồn cuộn mà sáng chói, chiếu sáng toàn bộ kiếm thế trần. Tà kiếm ác linh, mau đầu hàng quy thuận, ta có thể tha ngươi không chết. Đế kiếm nhìn chằm chằm tà kiếm linh ảnh, quát lên. Tà kiếm linh ảnh gương mặt trầm xuống, nói, đế tôn, người ta vốn là cùng cây sinh, tướng gián vì sao quá mau. Ta chỉ cầu ngươi cho ta tự do, ta sau này sẽ không lại xâm nhiễu nơi đây. Đế kiếm vui vẻ cười to, nói cho ngươi tự do. Chính là để cho ngươi đi giết phạt muôn vàn vô tội sinh linh, tắm máu vạn giảm tế kiếm sao. Ngươi vốn là tà khí hội tụ mà thành, nên làm xử tử, ta niệm tình ngươi sản sinh ra linh trí hình người, tu vi không dễ, tha ngươi một mạng, chỉ đem ngươi trấn áp phong ấn, ngươi còn muốn phản kháng. Vừa nói, đế kiếm bàn tay bao phủ ra, lau một cái nhức mắt đế quang, giống như mặt trời gay gắt vậy, hướng tà kiếm linh ảnh trùm tới. Cái này đế quang, lại là thái thượng thiên đế đạo ánh sáng. Tà kiếm linh ảnh một hồi nổi dóa, vội vàng đi về sau bay đi. Né tránh đế kiếm tập sát, cả giận nói, rất tốt, đế tôn, ngươi cứng rắn muốn ép ta, vậy đừng trách ta vô tình, ta coi như đi đầu dựa vào vũ hoàng cổ đế, cũng sẽ không bị ngươi trấn áp. Tiếng nói rơi xuống, tà kiếm linh ảnh đi phương xa phi độn đi. Hắn phi độn phương hướng, lại là vạn khư thần điện cửu đỉnh đại trận. Hắn cho dù nhập đỉnh, đầu dựa vào vạn khư, vậy tuyệt không muốn bị đế kiếm trấn áp hàng phục. Thấy tà kiếm muốn đầu dựa vào vạn khư, Diệp Thần, đế kiếm, huyết ngưng thiên các người, đều là kinh hãi. Nếu như tà kiếm rơi vào vạn khư trong tay, liền tuyệt đối là cái nghiêm trọng gieo họa. Vạn khư cường giả, có thể đem tà kiếm uy lực, phát huy đến trình độ cao nhất. Muốn chạy. Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên ác liệt, mắt gặp tà kiếm muốn chạy trốn, hắn thân thể nổ bắn ra, liền muốn đuổi theo cản đường. Nhưng vừa lúc đó, phía trước hư không, đột nhiên lục quang nổ tung. Từng cái dây bụi gai củ cải, từ trong hư không phá giết ra, mỗi một cái bụi gai, cũng dính đầy máu tươi, nhìn thấy mà đau lòng. Ha ha ha, tà kiếm, người đi đầu dựa vào vạn khư, không bằng quy thuận ta tính. Chỉ gặp một cái tóc tai bù xù nam tử, đỉnh đầu mang trước phương miện, từ rừng cây gai bên trong nổi lên. Chính là Thường Mạch Quân. Thường Mạch Quân trước đây bị chấn tà bàn tổn thương nặng, cả người da máu thịt, đều bị ăn mòn hầu như không còn. Nhưng may mắn không chết, sống tạm một hơi. Xem hắn loại cấp bậc này cao thủ, chỉ cần không chết, thì có phục hồi như cũ cơ hội. Thời khắc này Thường Mạch Quân, thương thế có chút chuyển biến tốt, hắn thân thể, bị thương nặng dưới, vốn là chỉ còn dư lại một bộ xương, hiện tại xương trắng trên lại lần nữa sinh ra gân thịt, chỉ là còn không hoàn toàn khôi phục, trồi non vậy máu đỏ gân thịt, khoác lên xương trắng bên trên, lộ vẻ được đặc biệt đáng sợ. Cả người giống như một cái huyết thi vậy. Tà kiếm đang muốn chạy thoát, lại bị đầy trời bụi gai cản lại. Thường Mạch Quân, là ngươi. Tà kiếm linh ảnh gương mặt biến đổi, Thường Mạch Quân tu vi hơi thở, ước chừng đạt tới động trời bách gia cảnh 6 tầng thiên,
coi như trọng thương trong người, vậy tuyệt đối khó đối phó. Thường Mạch Quân giữ tợn cười nói, tà kiếm, Vũ Hoàng cổ đế canh nhiệt thiếu tình cảm, người đầu dựa vào hắn, há chẳng phải là tự tìm đường chết. Quy thuận ta đi, ta là ngày cũ thiên võ tiên môn trưởng giáo, sẽ không bạc đãi ngươi. Tà kiếm linh ảnh trong lòng trầm xuống, Thường Mạch Quân lời này, ngược lại là không sai, Vũ Hoàng cổ đế nổi danh canh nhiệt, đi theo hắn, rất khó mò được chỗ tốt gì. Thiên võ tiên môn trưởng giáo, không phải cựu Nhật chi chủ võ tuyệt thần sao? Tà kiếm linh ảnh tuy chẳng muốn đầu dựa vào vạn khư, nhưng vậy không cam lòng quy thuận Thường Mạch Quân. Thường Mạch Quân cười nói, võ tuyệt thần bán danh câu dự, gạt đời đạo danh, cướp lấy ta trưởng giáo vị, ta mới là thiên võ tiên môn chân chính trưởng giáo, thân cái nghịch thiên khí vận, người đi theo ta, có thể vĩnh hưởng tiên phúc, có vô cùng chỗ tốt. Nghe được Thường Mạch Quân mà nói, vô luận là tà kiếm, vẫn là diệp thần, đế kiếm các người, trong lòng đều là một cái ý niệm. Người này đã tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn điên. Thiên võ tiên môn trưởng giáo, không nghi ngờ chút nào, là cựu Nhật chi chủ võ tuyệt thần. Võ tuyệt thần không chỉ là trưởng giáo, còn thống trị toàn bộ cựu Nhật thời đại. Cựu Nhật thời đại thái thượng thế giới, thiên võ tiên môn một nhà độc tôn, võ tuyệt thần hùng phách thiên hạ, không người có thể địch. Mà Thường Mạch Quân, tranh đoạt thất bại sau đó, lại hàng năm bị phong ấn trấn áp, hắn thực lực, cùng đỉnh cấp thời đại so sánh, đã thật to rơi xuống, tu vi trăm không tích chữ một, hắn khí số đã sớm mất hút, cái thời đại này, cũng không phải hắn thời đại, đuổi theo hắn, có thể sẽ không có kết quả gì tốt. Tà kiếm linh ảnh trong đầu nghĩ, đầu dựa vào vạn khư đích xác không có kết quả tốt, hơn nữa đế tôn cùng luân hồi chi chủ, sẽ không dễ dàng như vậy để cho ta rời đi, hôm nay chỉ có giả vờ quy thuận cái này người điên, lại đồ quyết sách. Nghĩ tới đây, tà kiếm linh ảnh liền nói, Thường Mạch Quân, vậy ta liền đi theo ngươi, ngươi thay ta chu diệt luân hồi chi chủ, trấn áp đem hậu đế tam kiếm, lại bắt huyết ngưng thiên cô nàng kia mà, đảm nhiệm ta lò. Thường Mạch Quân cười hắc hắc, ánh mắt đánh giá diệp thần đoàn người, nói, không thành vấn đề, một đám gà vườn chó đất thôi, ta cùng nhau trấn áp là được. Dừng một chút, lại nói, bất quá xưng hô của ngươi, được sửa lại một chút, sau này liền kêu ta tôn chủ, hoặc là thiên võ tiên tôn, trưởng giáo cũng có thể. Tà kiếm linh ảnh trong lòng kềm chế, nói trưởng giáo đại nhân. Một tiếng nãy trưởng giáo đại nhân, nghe được Thường Mạch Quân mở cờ trong bụng, cả người phơi phới, tự hồ mình thật thành thiên võ tiên môn trưởng giáo, hùng phách thiên hạ, xúc diệt 10 đại thiên quân lão tổ, trấn hưng ngày cũ, thành tựu vạn cổ minh mông nghiệp bá. Luân hồi chi chủ, còn có các ngươi cái này ba cây kiếm, hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ, cho ta chết. Thường Mạch Quân cười gằn. Bụi gai hóa kiếm nhuốm máu, khua kiếm hướng diệp thần các người chém chết đi. Hắn bách ra cảnh 6 tầng thiên hơi thở, vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra, bốn phía từng tầng một không gian sụp đổ, đại lộ nổ âm, trên trời tiếng sấm động, mặt đất từng cục nứt ra, vô cùng nguy nga. Thật ra thì đế kiếm linh khí nội tình, so tà kiếm còn hùng hậu hơn cường hãn, nhưng Thường Mạch Quân cũng không có thu phục hứng thú, chỉ muốn trấn áp chu diệt, đem đế kiếm linh khí dung nhập vào tà kiếm bên trong, lớn mạnh tà kiếm hơi thở. Bởi vì, đế kiếm hoàng đạo quang huy, cùng Thường Mạch Quân võ đạo không hợp. Hắn võ đạo, là tàn bạo thích giết chóc, tàn nhẫn hung ác, thích hợp nhất chấp trưởng tà kiếm. Đem hậu đế tam kiếm, ở hắn trong mắt, chỉ là lớn mạnh tà kiếm chất dinh dưỡng thôi. Đế kiếm gương mặt trầm xuống, thật sâu cảm thấy Thường Mạch Quân cường hãn, bách ra cảnh 6 tầng thiên, cái này tu vi trên đất tim vực. Gần như là nghịch thiên. Đem, sau đó, các ngươi mang ngưng thiên hồi tổ địa. Đế kiếm nhìn tướng kiếm cùng hậu kiếm một mắt, nhanh chóng phân phó, kêu bọn họ mang đi huyết ngưng thiên. Dưới mắt thế cục, sống chết khó liệu, nếu như tất cả người táng thân ở chỗ này, máu kia nhà đạo thống liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Cho nên, hắn hy vọng huyết ngưng thiên rời đi trước, vạn nhất xảy ra chuyện mà nói, chỉ ít nàng có thể còn sống sót. Tướng kiếm cùng hậu kiếm nhìn nhau, vậy cảm thấy cục thế trước mắt gay gắt, lập tức bọn họ mang đi huyết ngưng thiên, xa xa phi độn đi. Diệp thần. Huyết ngưng thiên không thôi diệp thần, kêu gọi một tiếng. Nhưng, nàng cũng biết, cái loại này phương diện chiến đấu, không phải nàng có thể nhúng tay. Cuối cùng, huyết ngưng thiên bị tướng kiếm hậu kiếm mang đi. Mà lúc này, Thường Mạch Quân kinh cức huyết kiếm, đã vô cùng hung hãn chém chết tới đây. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, hoàng ma thiên kiếm mãnh liệt chém ra,
quát lên, hủy diệt đạo ấn, mở. Nhất thời, một cổ cực mạnh hủy diệt gió bão, từ hoang ma thiên kiếm trên bạo giết ra, đó là cực hạn khí tức hủy diệt, một quyền động đi ra, lập tức nghiền nát ngàn vạn nặng thời không, không gian tầng tầng sụp đổ bạo diệt. Ồ, thần thông không tệ, có một chút xíu huyền diệu. Thường Mạch Quân nhìn vậy đầy trời chấn động hủy diệt gió bão, ánh mắt hơi đông lại một cái. Đây là hủy diệt đạo ấn hơi thở, hơn nữa đã đạt đến 9 tầng trời tiêu chuẩn. Là Thạch Kình Thiên dạy ngươi sao? Hắn lúc nào nắm giữ mạnh mẽ như vậy thần thông? Thường Mạch Quân mắt gặp hủy diệt gió bão tập sát tới, nhưng là không sợ chút nào, trực tiếp nghênh kích lên, kinh cực huyết kiếm chém phạt, đem vậy từng tầng một khí tức hủy diệt, toàn bộ phá vỡ. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ máu tanh lực lượng vọt tới, hô hấp nhất thời có chút nghẹt thở. Đáng chết, cảnh giới tu vi kém được quá nhiều. Diệp Thần cắn răng, nếu như là vậy bách gia cảnh cường giả, không thể nào ngăn trở hắn hủy diệt đạo ấn tập sát. Nhưng, Thường Mạch Quân tu vi, ước chừng đạt tới bách gia cảnh 6 tầng thiên, cái này tu vi chân thực có chút ngoại hạng, cho dù Diệp Thần đỉnh cấp hủy diệt đạo ấn bùng nổ, cũng không thể tổn thương đối phương chút nào, có thể gặp cảnh giới chênh lệch lớn. Luân hồi chi chủ, người ta liên hiệp, chu diệt lão này. Đế kiếm bay vút tới, đế ảnh ánh sáng không ngừng lóe lên, muốn cùng Diệp Thần liên hiệp. Hắn tính tình vô cùng là cao ngạo, không muốn bị người bất kỳ chấp chưởng, nhưng hôm nay cục diện này, nếu như không liên hiệp nói, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Diệp Thần nghe được muốn liên thủ, trong lòng nhất thời động một cái. Đế kiếm không chỉ là kiếm, bản thân vậy mang theo đại thần thông, cùng hắn liên hiệp, cường cường liên thủ, có lẽ có thể kháng nhận định Thường Mạch Quân. Được. Diệp Thần lập tức đáp ứng, thu hồi hoang ma thiên kiếm, bàn tay một chiêu, đem đế kiếm nắm trong tay. Thật ra thì, bàn về kiếm khí mũi nhọn sát phạt, đế kiếm thì không bằng thiên kiếm. Nhưng, Diệp Thần tu vi cuối cùng có hạn, khó mà phát huy thiên kiếm tất cả uy lực, ngược lại không như cùng đế kiếm liên hiệp. Hơn nữa, đế kiếm sau lưng tích chứa quy tắc, ý chí, đại khí vận, đều không phải là thiên kiếm có thể so sánh. Thiên kiếm là đơn thuần sát phạt, cũng không có tự mình ý thức, mà đế kiếm, nhưng là có ý thức của chính mình tồn tại. Hai người tới giữa, mỗi người mỗi vẻ. Trước mặt cục diện, rõ ràng cho thấy cùng đế kiếm hợp tác tốt hơn. Đế kiếm nơi tay, Diệp Thần cả người nhất thời tóe ra một cổ tia sáng kỳ dị, tia sáng này, phơi bày lưu ly vậy màu sắc, trong suốt như thủy tinh, đại biểu tinh khiết không rảnh võ đạo khí phách. Mộ chủ đại nhân, ta cũng mượn lực cho ngươi, mau chu diệt Thường Mạch Quân vậy người điên. Luân hồi mộ địa bên trong, cửu u tà quân cảm giác sâu sắc gay gắt, lập tức đem tự thân toàn bộ lực lượng, dốc vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Rào. Nhất thời, Diệp Thần cả người bộc phát ra một cổ cực mạnh đợt khí, tu vi hơi thở nhanh mạnh tăng vọt, lại có thể lập tức, đạt tới bách gia cảnh 4 tầng thiên cảnh giới. Bách gia cảnh 4 tầng thiên, đây chính là cửu u tà quân hôm nay thực lực. Ồ, luân hồi chi chủ, lúc đầu ngươi sau lưng khác có trợ lực. Đế kiếm cảm nhận được Diệp Thần tăng vọt hơi thở, cũng là bắt được cái gì, một hồi rung động kinh ngạc. Mượn cửu u tà quân lực lượng sau đó, Diệp Thần khí tức trên người, thay đổi là sâu thẳm lạnh lùng, như vạn năm hàn cốc, quanh quẩn mãi mãi không tiêu tan khói mù sương mù dày đặc. Thạch Kình Thiên, lại là ngươi, ngươi thật là khắp nơi muốn cùng ta đối nghịch à. Chờ ta xây lại thiên võ tiên môn đạo thống, cái đầu tiên phải đem ngươi đuổi ra cửa, ta thiên võ tiên môn. Không ngươi cái loại này đệ tử. Thường Mạch Quân nhìn Diệp Thần, ngay tức thì bắt được cửu u tà quân hơi thở, nhất thời vô cùng tức giận. Thời khắc này Diệp Thần, mượn cửu u tà quân lực lượng, lại cùng đế kiếm liên hiệp, khí thế có thể nói là ngút trời cường thịnh. Nhưng gặp Diệp Thần khiến cho cái pháp thiên tượng địa thần thông, thân thể lập tức dương cao, hóa thành vạn trượng, eo như trùng điệp, mục như nhật nguyệt, cả người đế kiếm khí lưu xoay tròn, xen lẫn từng luồng cửu u mang khí. Ở trong hư không gào thét gầm thét, lại là đem hư không biến dạng ra từng cái khổng lồ hắc động. Vậy từng cái khổng lồ hắc động, không biết có nhiều ít vạn dặm to lớn, chiếm cứ ở Diệp Thần chung quanh thân thể, giống như phải chiếm đoạt hết thảy vậy. Huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, phá. Diệp Thần khổng lồ như ma thần thân thể, đế kiếm chém một cái, tiêm máu khí lưu gào thét, trên bầu trời nhất thời nổi lên bảy luân huyết nguyệt bóng dáng, gió bão mãnh liệt, chiếu sáng thiên địa, vô cùng nguy nga. Rồi sau đó, bảy luân huyết nguyệt bộc phát ra kinh thiên kiếm khí, lăng không hướng Thường Mạch Quân chém xuống.
Thường Mạch Quân thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy một kiếm này máu uy ngút trời, thật là khó mà chống đỡ. Đây là Diệp Thần một kích mạnh nhất, dung hợp cửu u tà quân lực lượng, còn có đế kiếm lực lượng, huyết nguyệt đồ sát thiên trảm ánh sáng bùng nổ đến mức tận cùng, coi như là mạnh như Thường Mạch Quân, Diệp Thần cũng có nắm chắc đánh một trận. Tà kiếm, lăn tới đây cho ta. Thường Mạch Quân liếc về hướng một bên tà kiếm, nhưng gặp tà kiếm linh ảnh trên khuôn mặt, đều là kinh ngạc rung động thần sắc, tựa hồ là bị Diệp Thần cái này ngập trời huyết nguyệt một kiếm, hoàn toàn rung động ở. Thường Mạch Quân bàn tay cách không một chảo, trực tiếp đem tà kiếm nắm trong tay. Tà kiếm nơi tay, Thường Mạch Quân võ đạo hơi thở, cũng là ngay tức thì tăng vọt rất nhiều, đổi được càng cường hãn. Cái này cầm tà kiếm hơi thở, cùng hắn võ đạo 10 phần phù hợp, giờ phút này chấp trường, chính là như hổ thêm cánh. Cửu U tà chém, phá. Thường Mạch Quân quát to một tiếng, thân thể vậy nhô lên, hóa thành vạn trượng cao, trong tay tà kiếm U quang nổ tung, mang thích xiết chóc hung lệ hơi thở, hung hăng hướng Diệp Thần chém tới. Oanh! Đế kiếm cùng tà kiếm, ngay tức thì trên không trung giao phong đụng nhau, nổ lên động trời đợt khí. Làm va chạm bùng nổ ngay tức thì, chư thiên đại lộ tựa như cũng băng diệt, hào hùng đợt khí cuộn sạch ra, toàn bộ kiếm thế trần, tại chỗ bị phá hủy. Kiếm thế trần bên trong, tất cả kiến trúc lâu vũ, sơn xuyên con sông, rừng rậm thảo nguyên vân. Vân, lập tức bị di là phế tích. Cái này một tí giao phong, không chỉ là đế kiếm cùng tà kiếm giao phong, vẫn là Diệp Thần, cửu u tà quân, cùng Thường Mạch Quân giao phong. Làm cái này giao phong va chạm kết thúc, toàn bộ kiếm thế trần cũng không tồn tại nữa, thậm chí tựa hồ liền thực tế thời không, cũng không tồn tại. Diệp Thần đặt chân chỗ, đã biến thành một mảnh hỗn độn vậy hư không, giống như đen nhánh thâm thúy vũ trụ tinh không, chung quanh bị biến dạng ra từng cái trăm triệu vạn dặm hắc động, dị thường nguy nga. Luân hồi chi chủ, Thạch Kình Thiên, các ngươi đáng chết. Thường Mạch Quân có vẻ tức giận, lại bị đẩy lui ngàn xa vạn dặm, thiếu chút nữa bị đánh nhập thất lạc thời không bên trong đi. Thương thế hắn cuối cùng còn không hoàn toàn hết bệnh, hơn nữa ngày cũ thân thể, không thích ứng cái này thời đại mới, thoát khỏi hắc ám biển cấm sau đó, tình huống này lại là nghiêm trọng, hắn hôm nay phát huy thực lực, thật sự là quá yếu. Cái này một tí giao phong, Thường Mạch Quân nhưng là không địch lại Diệp Thần. Thân thể lần nữa bị thương nặng, thân xác nghiền ngàn vạn lần, lại đang một cổ lực lượng vô hình hạ, tu bổ ngàn vạn lần, cuối cùng nhưng là tổn thương nguyên khí nặng nề, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Ha ha, cuối cùng chúng ta vận khí không tệ, may mắn thắng. Luân hồi mộ địa bên trong, cửu u tà quân thấy Thường Mạch Quân bị đánh cho bị thương, nhỏ nhỏ cười một cái. Luân hồi chi chủ, nhổ cỏ tận gốc. Đế kiếm linh ảnh nhìn Diệp Thần một mắt, nhắc nhở. Diệp Thần ánh mắt run lên, lập tức chấp trưởng đế kiếm, muốn thừa thắng truy kích, nhổ cỏ tận gốc. Nhưng, Thường Mạch Quân phản ứng cực nhanh, đã cảm thấy tình thế bất lợi, lập tức mang tà kiếm, nhanh chóng phi độn đi. Diệp Thần muốn dùng thiên yêu thần tác khốn khóa, vậy không còn kịp rồi, hơn nữa hắn mới vừa trải qua đại chiến, linh khí vậy tiêu hao rất nhiều, cần nghỉ ngơi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chỉ sợ vô cùng hậu hoạn, vậy hai cái ma đầu nếu như không chết. Nhất định sẽ ở địa tâm vực tung lên vô cùng cướp loạn. Đế kiếm thấy Thường Mạch Quân cùng tà kiếm chạy trốn, gương mặt vô cùng ngưng trọng. Diệp Thần trầm giọng hỏi, đế kiếm tiền bối, ngươi có biện pháp gì? Hắn tự nhiên cũng muốn thừa dịp còn sớm giải quyết Thường Mạch Quân và tà kiếm, đặc biệt là hiện tại, Thường Mạch Quân bị thương, mà ngày cũ thân thể còn không thay đổi, chính là chu diệt hắn lớn thời cơ tốt. Vạn nhất bị Thường Mạch Quân khôi phục thương thế, thậm chí tìm được mới đồ đựng, vậy thì phiền toái. Và ma tổ vô thiên như nhau, Thường Mạch Quân là cựu Nhật thời đại người, ở hôm nay thời đại sinh hoạt, sẽ phải chịu đủ loại hạn chế, thậm chí đối với võ đạo cũng có ảnh hưởng to lớn. Chỉ muốn thoát khỏi cái này cái hạn chế, vậy chỉ có tìm mới đồ đựng, đoạt xác sống lại. Diệp Thần phỏng đoán, nếu như không nhanh chóng giết chết Thường Mạch Quân mà nói, đối phương tìm được mới đồ đựng, đoạt xác sống lại, vậy cục diện đem không cách nào thu thập. Đế kiếm nói, luân hồi chi chủ, người trước theo ta hồi một chuyến máu nhà chân chính tổ địa, đó là đúc chúng ta ba kiếm cùng tà kiếm địa phương, vừa là ta khí vận ngọn nguồn, cũng là tà kiếm khí vận ngọn nguồn, dựa vào trước kia đúc kiếm lưu lại tàn liệu, ngược dòng nhân quả, có lẽ có thể phong tỏa tà kiếm vị trí. Nghe vậy, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nếu như có thể phong tỏa tà kiếm vị trí, tự nhiên cũng có thể phong tỏa Thường Mạch Quân vị trí. Tiền bối,
máu nhà tổ địa ở nơi nào? Diệp thần hỏi. Đế kiếm nói, ngươi cùng ta tới. Lập tức đế kiếm biến dạng hư không, trực tiếp mang Diệp thần đi. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp thần hoàn toàn rời đi kiếm thế trần phế tích, nhưng đi tới một vùng thung lũng bên trong. Bên trong sơn cốc phong cảnh xinh đẹp, thanh tùng thúy bách, lưu vân tu trúc, ngược lại là một phiến phong thủy bảo địa, nhưng bên trong sơn cốc kiến trúc, đều là tàn tạ tịch mịch hình dáng, lâu năm không sửa sang, hiện đầy rêu xanh, lộ ra cổ xưa bể dâu ý. Nhưng gặp huyết ngưng thiên ngay tại một tòa phá trước nhà, tướng kiếm cùng hậu kiếm còn quấn nàng. Ngưng thiên. Diệp thần bước nhanh chạy nhanh đi lên, cùng huyết ngưng thiên bốn tay nắm chặt. Huyết ngưng thiên nói, tình huống thế nào? Diệp thần trầm giọng nói, còn có thể, đã đánh lui thường mạch quân cùng tà kiếm, nhưng cũng chỉ là đánh lui, cũng không có thể giết chết bọn họ. Đem quá trình chiến đấu, đơn giản nói một lần. Huyết ngưng thiên mắt đẹp nhìn về đế kiếm, nói, đế tôn, vậy ngươi hiện tại dự định như thế nào? Đế kiếm nói, mở ra tổ địa cấm chế, trở về đúc kiếm chỗ, lại ngược dòng nhân quả, tra tìm tà kiếm rơi xuống. Nghe được đế kiếm muốn mở ra tổ địa cấm chế, huyết ngưng thiên nhất thời cả kinh. Tướng kiếm cùng hậu kiếm, cũng là vô cùng kinh ngạc. Tướng kiếm nói, đế tôn, người muốn mở ra tổ địa cấm chế sao? Vậy đúc kiếm chỗ, là chúng ta ác mộng chỗ, nếu như trở lại chốn cũ, chỉ sợ ta ngươi đạo tâm, cũng phải bị cắn trả. Hậu kiếm nói, ngày xưa đúc kiếm thủ đoạn, quá mức thảm tuyệt nhân hoàn, chính là chúng ta ác mộng, đế tôn, người thật muốn mở cấm chế sao? Đế kiếm thần sắc bình tĩnh, nhìn Diệp thần một mắt, nói, không sao, có luân hồi chi chủ ở chỗ này, hắn sẽ bảo hộ chúng ta, chí ít, có thể bảo đảm chúng ta đạo tâm, sẽ không tan vỡ. Nghe vậy, Diệp thần trong lòng động một cái, nghe đế kiếm mà nói, tựa hồ máu kia nhà tổ địa chỗ sâu, có cái gì bí mật kinh thiên vậy. Mà điều bí mật này, nếu như mở ra nói, có thể sẽ đối với đem hậu đế tam kiếm, tạo thành nghiêm trọng đánh vào. Thậm chí làm bọn họ đạo tâm tan vỡ. Cho nên, đế kiếm cần Diệp thần trợ lực, giúp bọn họ bảo vệ đạo tâm. Không thành vấn đề, ba vị tiền bối mời yên tâm, ta có thể trợ lực. Diệp thần gật đầu đáp ứng, hắn hồng mông đại tinh không, đối với đạo tâm bảo vệ, có vô cùng mạnh mẽ hiệu quả, thậm chí liền tâm ma đều có thể ngăn cản. Lấy được Diệp thần cam kết, đế kiếm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói chúng ta đi thôi. Lập tức, đế kiếm ở trước mặt dẫn đường, tướng kiếm cùng hậu kiếm đi theo ở phía sau, Diệp thần cùng huyết ngưng thiên, đi theo ở phía sau cùng. Đám người một đường đi sâu vào, đi tới một nơi cao đỉnh dưới. Đế kiếm nói, máu nhà cái này phía nấp trong chỗ sâu chân chính tổ địa, tên là huyết u cốc, chỗ tòa này đúc kiếm đỉnh, chính là huyết u cốc địa mạch chỗ cốt lõi, thừa tái tất cả địa mạch phong thủy, chúng ta ba kiếm cùng tà kiếm khí vận ngọn nguồn, vận mệnh quy luật, đều ở chỗ này. Cái này cao đỉnh bề ngoài liền như một thanh kiếm, dốc lạnh lùng, bị một tầng màu đen cấm chế bao vây. Toàn bộ huyết u cốc tổ địa, khắp nơi đổ nát vắng lặng, mà đây đúc kiếm đỉnh, so với những địa phương khác, càng vắng lặng tàn cũ, mặc dù có màu đen cấm chế bao phủ, cũng có thể mơ hồ thấy bên trong sụp đổ kiến trúc. Luân hồi chi chủ, cái này đúc kiếm đỉnh, cũng là đúc ra chúng ta ba kiếm, còn có tà kiếm nơi, lúc ấy đúc kiếm sư sử dụng thủ pháp, cực kỳ tàn khốc. Thậm chí có thể nói là thảm tuyệt nhân hoàn, chúng ta từ ra đời chỗ, liền thừa nhận máu tươi nguyên tội, ta hôm nay chuẩn bị mở lại đúc kiếm đỉnh, xin ngươi hãy bảo vệ chúng ta kiếm chi đạo tim. Đế kiếm trịnh trọng nhìn Diệp thần, nhắc nhở lần nữa nói. Ba vị tiền bối mời yên tâm, ta sẽ hết sức. Diệp thần lúc này bước chân đạp một cái, cả người linh khí phóng thích, thi triển ra hồng mông đại tinh không. Nhất thời, sáng chói hào hùng bản đồ tinh không cảnh. Ở đúc kiếm trên đỉnh núi phương mở ra, từng luồng cổ xưa hồng mông hơi thở lưu truyền, đem toàn bộ đúc kiếm đỉnh cũng bao phủ ở. Đem hậu đế tam kiếm, vẻ mặt nhất thời buông lỏng không thiếu, có tầng này hồng mông lớn tinh không bảo vệ, bọn họ chỉ ít sẽ không rơi vào đạo tâm hỏng mất tình cảnh. Như vậy, tướng kiếm, hậu kiếm, cùng ta mở cấm chế đi. Đế kiếm gặp có hồng mông lớn tinh không bảo vệ, trong lòng liền chấn định rất nhiều, hướng tướng kiếm cùng hậu kiếm nói. Tướng kiếm cùng hậu kiếm nhìn nhau, đặc biệt ăn ý, đứng ở đế kiếm bên người. Kiếm khai thiên cửa, phá. Sau đó, ba kiếm phóng lên cao, cùng kêu lên một tiếng hò hét, đế kiếm hậu kiếm tướng kiếm ánh sáng, cuồng như vậy nổ bắn ra ra, như ba bánh nhật nguyệt treo ở tinh không dưới.
Ầm. Ba kiếm mãnh xông lên, thế như trẻ che vậy, bắn về phía đúc kiếm đỉnh, ngay tức thì mở ra đúc kiếm đỉnh cấm chế. Mà theo đúc kiếm đỉnh cấm chế mở ra, một cổ mùi máu tanh nồng nặc, cũng là xông vào Diệp Thần cùng Huyết Ngưng Thiên trong lỗ mũi. Thật là nồng mùi máu tanh, trong này phát sinh qua cái gì? Diệp Thần nhướng mày một cái. Huyết Ngưng Thiên trong lòng cũng là kinh ngạc, nói ta cũng không biết. Nàng cho tới bây giờ không có tiến vào qua đúc kiếm đỉnh, bởi vì máu nhà người, cho tới bây giờ không cho phép nàng đến gần. Chỗ này, nghe nói là chế tạo đế kiếm, hậu kiếm, tướng kiếm sân, tà kiếm cũng là từ trong đó chế tạo ra. Ba kiếm cùng tà kiếm vận mệnh quy luật, khí vận ngọn nguồn, đều là hệ nơi này. Chúng ta vào đi thôi. Đế kiếm thần sắc ngưng trọng, tựa hồ rất chẳng muốn bước vào chỗ này, nhưng vì ngược dòng nhân quả, phong tỏa tà kiếm vị trí, nhắm mắt vậy muốn đi vào, không thể trốn tránh. Lập tức ở đế kiếm dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần các người tiến vào đúc kiếm đỉnh bên trong. Mà vừa tiến vào đúc kiếm đỉnh, vậy mùi máu tanh nồng nặc, lại là xông vào mũi, nồng nặc đến làm người ta muốn ói nôn mửa địa phương. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, nhưng gặp cái này đúc kiếm đỉnh bên trong, khắp nơi đều có tiên vết máu. Những thứ này tiên vết máu, đã sớm khô cạn, niên đại đặc biệt rất xưa, chỉ còn lại một tầng màu đen máu vảy, nhưng cho dù là lâu như vậy xa vết máu, lại có thể cũng có như vậy nồng nặc mùi tanh tản mát ra, quả thực là cổ quái. Mà đế kiếm, hậu kiếm, tướng kiếm ba kiếm, đi ở đúc kiếm đỉnh bên trong, thần sắc lại là mất tự nhiên, tựa hồ có rất nhiều thảm đạm qua lại bị đưa tới. Ba vị tiền bối, năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi cùng ta tới. Đế kiếm mang Diệp Thần, đi về phía trước vào, cuối cùng đi tới một nơi tàn phá tế đàn. Tế đàn này, tựa hồ lại là đúc kiếm chỗ, trên đất tán lạc rất nhiều kiếm gãy, chung quanh có bỏ hoang luyện khí công cụ, lò lửa búa sắt vân. Vân. Mà trừ kiếm gãy bên ngoài, trên đất còn tán lạc rất nhiều khô lâu hài cốt, quỷ khí dày đặc, có một chút xíu quỷ hỏa đang nhảy nhót, đặc biệt quỷ dị, không khí tiếng gió gào thét, nghe vậy giống như quỷ khóc sói chu vậy, làm người ta rợn cả tóc gáy. Đây là... Diệp Thần nhìn chung quanh thảm đạm cảnh sắc, hơi có điểm ngạc nhiên. Năm đó chế tạo chúng ta ba kiếm địa phương có rất nhiều, mà đây là mấu chốt nhất một nơi, đáng tiếc chế tạo chúng ta vị kia tồn tại, vì đúc kiếm, giết rất nhiều người, cầm vô số người máu tươi tánh mạng, tế trời nhúng kiếm, mới cuối cùng đúc ra chúng ta. Đế kiếm gương mặt yên lặng, hai tay một nặn quyết, cổ xưa thiên cơ bị kích động, một bức bức lâu đời hình ảnh, ở Diệp Thần trước mắt nổi lên. Hình ảnh bên trong, là một vị khí thức cường đại lâu năm đúc kiếm sư, đang đinh leng keng làm nện ba cây kiếm, vậy ba cây kiếm đã thành hình thức ban đầu, mơ hồ tràn ra ác liệt mũi nhọn. Mà ở đúc kiếm sư bên người, dùng xích sắt trói chuỗi liên, trói không biết bao nhiêu người, tất cả người trong mắt đều là sợ hãi vẻ kinh hoàng, không ở gào khóc cầu xin tha thứ, tiếng khóc cùng rèn sắt tiếng hòa chung một chỗ, lạnh lẽo nhân tâm tỳ. Vậy đúc kiếm sư bịt tai không nghe, chỉ lo đúc kiếm. Linh khí còn chưa đủ à? Đúc kiếm sư than thở một tiếng, liền từ bên cạnh chộp tới mấy người, đem bọn họ lột ra tháo xương, hoặc là sống sờ sờ biến dạng, lại ném nhập trong lò lửa tôi thép. Lại là lấy người sống đúc kiếm. Diệp Thần con người co giúp một cái, vốn là lấy người sống đúc kiếm, là một loại thường gặp tà đạo đúc kiếm thủ đoạn, tuy nói không có tính người, nhưng cũng không coi là quá mức ngạc nhiên. Nhưng mà, vậy đúc kiếm sư thủ đoạn, lại để cho Diệp Thần cảm thấy run rẩy. Đối phương ở lấy người sống tế kiếm trước lấy vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn, lột ra tháo xương vân. Vân, đem người giết chết, để cho người trước khi chết, thừa nhận to lớn thống khổ cùng hành hạ. Như vậy thứ nhất, tế kiếm người tinh thần máu niệm, sẽ phóng đại đến vô cùng bước, là kiếm khí cung cấp càng đầy đủ chất dinh dưỡng. Đáng sợ hơn phải, vậy đúc kiếm sư nắm trong tay một loại thần bí đạo linh lửa, đem người giết chết sau đó, lại dùng đạo linh lửa, hóa thành hỏa kiếp. Nướng người thần hồn, đem một điểm cuối cùng năng lượng chèn ép ra ngoài. Bị hiến tế người, vô luận là thân xác vẫn là thần hồn, cũng thừa nhận cực lớn hành hạ, cuối cùng ở luyện ngục vậy ngọn lửa cháy hạ chết đi. Ba kiếm đúc ra lò, từ vừa mới bắt đầu, liền mang theo máu tươi nguyên tội. Đế kiếm, hậu kiếm, tướng kiếm ba kiếm bóng người, yên lặng nhìn trước mắt cổ xưa hình ảnh, đều là yên lặng không tiếng động. Hình ảnh tiếp tục lưu chuyển. Lại nghe vậy đúc kiếm sư lẩm bẩm nói, muốn bố trí miễn cưỡng tạo hóa trận,
cần âm dương hòa vào nhau, còn được đúc nữa một cái tà kiếm. Tiếng nói rơi xuống, đúc kiếm sư lợi dụng còn dư lại vật liệu, tiếp tục đúc kiếm, từng luồng tà khí từ kiếm phôi ra. Đúc kiếm trong quá trình, vậy đúc kiếm sư lại không ngừng hiến tế người sống, rút ra lấy máu tươi, bồi bổ non kiếm, từng bước một lớn mạnh tà kiếm. Cũng không biết trải qua bao lâu, tế kiếm sử dụng vật hy sinh, đã toàn bộ bị giết hết sức, nhưng tà kiếm còn không hoàn toàn thành hình. Xem ra muốn đúc cái này tà kiếm, không dễ dàng à, ta cần càng nhiều hơn tế phẩm. Vậy đúc kiếm sư thấp giọng lẩm bẩm, mặt có vẻ buồn rầu. Mà ngay tại lúc này, một cái to lớn người đàn ông, sải bước từ đàng xa đi tới. Cái này to lớn nam tử, cả người chiến giáp, hai tròng mắt như kiếm, con ngươi là xanh màu đỏ, có chút tà ý. Ở nam tử trong ngực, còn ôm trước một cái đứa nhỏ. Là hắn. Diệp Thần thấy cái này to lớn nam tử, nhất thời kinh hãi. Người đàn ông này, hắn trước kia tiến vào tà kiếm thế giới thời điểm, đã từng gặp được, vậy trong ngực nam nhân, cũng đích xác là ôm trước một cái hài tử. Đại sư, tế phẩm ta mang tới. Vậy to lớn nam tử, ôm trước vậy đứa nhỏ, đi tới đúc kiếm sư trước mặt. À, thiên võ tiên tôn võ tuyệt thần, hắn muốn đem con gái mình hiến tế hết sao? Vậy đúc kiếm sư thấy vậy đứa nhỏ, vô cùng kinh ngạc. Vậy đứa nhỏ là cái cô gái. Vậy to lớn chàng trai nói, vì bố trí sống lại, vậy để bảo đảm tương lai đồ đựng, bước cờ này tuy tàn nhẫn điểm, cũng chỉ có thể như vậy. Đại sư mời yên tâm, cái này bé gái thể chất, đi qua đặc thù rèn luyện, tà khí vô cùng đậm đà, đủ đúc tà kiếm. Đúc kiếm sư yên lặng một hồi, cuối cùng gật đầu nói, được, nếu là thiên võ tiên tôn ý, vậy ta làm theo chính là, nhưng ta không nhẫn tâm động thủ, vẫn là chính ngươi đem cái này bé gái giết chết đi. Vậy to lớn nam tử thân thể chấn động một cái, nói, đại sư, ta một giới bề tôi, sao dám phạm xuống như vậy tội ngút trời. Còn là đại sư động thủ đi. Đúc kiếm sư già nua thân thể, không ngừng được lay động, nói thiên võ tiên tôn con gái, có đại khí vận trong người, giết chết này cùng tồn tại, tội nghiệt quá sâu, ta cũng không dám động thủ à. Vậy to lớn nam tử trầm ngâm một hồi, cuối cùng lộ ra sợ hãi cùng vùng vẫy, nói, vậy. Ta chu diệt tiểu thư thân xác, ngươi rèn luyện nàng thần hồn, có tội tình gì, chúng ta cùng nhau gánh vác là được. Đúc kiếm sư rung giọng nói, cũng tốt. Cũng chỉ có thể như vậy, người động thủ trước đi. Vậy to lớn nam tử nuốt nước miếng một cái, nhìn trong ngực bé gái, nhưng chậm chạp không dám động tay. Bé gái đang ngủ say, nộn nộn gương mặt, thật dài lông mi mao, nhìn như rất là đáng yêu, ngũ quan tinh xảo đẹp, vừa thấy chính là người đẹp bại hoại. Cuối cùng, vậy to lớn nam tử cắn răng, bàn tay bắt bé gái cổ, muốn một tay bóp chết. Bé gái đó ngủ say bên trong, tựa hồ bắt được sát khí. Nàng đột nhiên mở mắt ra, sau đó oa một tiếng hét thảm đứng lên. Nhưng mà cùng lúc đó, vậy to lớn nam tử, vậy bóp gãy nàng cổ họng. Nàng tiếng kêu thảm thiết, chỉ phát ra một nửa, liền hoàn toàn câm đi xuống, hòa lẫn xương cổ đoạn bể thanh âm, nghe phá lệ thê thảm, đơn giản là thảm tuyệt nhân hoàn. Bé gái lúc này chết, nhưng nàng chính là thiên võ tiên tôn võ tuyệt thần con gái, thân cái đại khí vận, huyết mạch phi phàm, coi như thân xác chết, cũng có thần hồn tồn tại. Chỉ là tuổi tác còn nhỏ, còn không hiển hóa mà thôi. Nhưng mà, một màn kế tiếp, lại là thê thảm không nỡ nhìn. Vậy to lớn nam tử, đem bé gái thi thể, giao cho đúc kiếm sư. Đúc kiếm sư tay run run nhận lấy, sau đó đem bé gái thi thể, ném nhập lò lửa bên trong. Đạo linh lửa vận chuyển, lửa lớn nướng, như vạn nặng kiếp nạn. Bé gái thân xác, ở trong liệt hỏa bị thiêu hủy, thần hồn cuối cùng hiển hóa liền đi ra. Nàng thần hồn, vốn là không hiện hóa mà nói, liền chết như vậy, vậy coi là giải thoát, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, rất miễn cưỡng bị bước ra, đó là vô cùng thê thảm cục diện. Cô bé kia thần hồn, cảm nhận được mình thân ở lửa cháy bừng bừng bên trong, không nhịn được than vãn khóc lớn lên. Tiểu thư, thật xin lỗi. Vậy to lớn nam tử chảy xuống nước mắt, quỳ xuống đất. Mà bé gái ở cực lớn đau khổ bên trong, ánh mắt nhưng mang một chút bất khuất. Nói thúc thúc, là ta lựa chọn, không trách ngươi, nhưng, hu hu hu, thật tốt đau. Bé gái mới vừa học biết nói chuyện không lâu, thanh âm còn vô cùng non nớt, cái này hiến tế đúc kiếm kết cục, tựa hồ là nàng lựa chọn. Nhưng sự lựa chọn này, sau lưng đau khổ cùng đau đớn, vạn kiếp liệt hỏa nướng,
hiển nhiên vượt ra khỏi một cái bé gái phạm vi thừa nhận. Nàng ở khó có thể tưởng tượng lửa cháy bừng bừng hành hạ bên trong, thân xác thần hồn dần dần tiêu tán đi, hóa thành một đoàn máu đỏ năng lượng. Cái này đoàn máu đỏ năng lượng, hòa lẫn bé gái máu thịt tinh hoa cùng thần hồn tinh khí. Vậy lâu năm đúc kiếm sư, sâu hô ít mấy hơi, lại móc ra một ít trấn định an thần đan dược, uống vào, mới khó khăn lắm ổn định tâm thần. Sau đó, hắn đem cái này đoàn máu đỏ năng lượng, đúc nóng nhập bốn thanh kiếm bên trong. Giao. Vậy bốn thanh kiếm, đạt được bé gái đó huyết mạch năng lượng bồi bổ, nhất thời bộc phát ra trước đó chưa từng có huy hoàng ánh sáng, kiếm khí kinh thiên. Bé gái huyết mạch năng lượng, cường đại vượt quá tưởng tượng, nàng chỉ là thần hồn tinh khí, liền để cho tà kiếm hoàn toàn lớn mạnh, luyện thành ra lò. Mà nàng máu thịt tinh hoa, thì dung nhập vào đem hậu đế tam kiếm bên trong. Bốn thanh kiếm, hoàn toàn đúc xong. Oan nghiệt, oan nghiệt. Vậy đúc kiếm sư ngửa mặt lên trời thở dài, rơi lệ không dứt, đột nhiên nhắc tới đế kiếm, đi trên cổ kéo một cái, lại là tự vận tạ tội. Hắn máu tươi cùng hồn phách năng lượng, vậy dung nhập vào đế kiếm bên trong. Cho nên, bốn thanh kiếm bên trong, bàn về uy lực, nhưng là đế kiếm cường đại nhất, bởi vì lấy được tài nguyên tối đa. Đại sư, vậy to lớn nam tử kinh hãi, vội vàng đi tới cứu, thế nhưng đúc kiếm sư quyết ý bỏ mình, đã sớm mất đi tất cả sinh cơ, lại không cứu vãn có thể. Hình ảnh đến nơi này, liền hoàn toàn kết thúc. Diệp thần, huyết ngưng thiên, đều là vô cùng rung động. Mà đem hậu đế tam kiếm, cũng là im lặng đứng gần trước. Bé gái đó, là cựu Nhật chi chủ con gái. Diệp thần đã sớm nghe qua, vậy tà kiếm bên trong có một cái đứa nhỏ tiếng khóc, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đó lại là cựu Nhật chi chủ con gái. Mới vừa trong hình, đúc kiếm sư cùng vậy to lớn nam tử, hai người nhắc tới thiên võ tiên tôn võ tuyệt thần, chính là cựu Nhật chi chủ. Tiểu thư năm đó mất tích, nguyên lai là bị hiến tế đúc kiếm. Luân hồi mộ địa bên trong, cửu u tà quân Thạch Kình Thiên, mắt thấy hình ảnh này, cũng là rung động tới cực điểm. Tiền bối, người biết cựu Nhật chi chủ con gái. Diệp thần liền vội vàng hỏi, mới vừa vậy hiến tế đúc kiếm hình ảnh, quá mức thảm tuyệt nhân hoàn, hắn nội tâm đều là run rẩy. Cô bé kia huyết mạch, tựa hồ mang theo một cổ cực mạnh lực tương tác, cho dù là thấy quen sống chết sát phạt Diệp thần, thấy bé gái đó chết đi, cũng bị xúc động sâu đậm, tựa như thấy giữa trời đất tốt đẹp nhất đồ, hủy diệt ở trước mặt mình. Cửu U Tà Quân nói, biết, ta còn ôm qua nàng, nàng kêu Võ Giao, là đại khí vận người, vừa sanh ra thì có long phượng trình tường, đại lộ nổ ầm khí tượng, nàng là thiên võ tiên môn tương lai đạo thống người thừa kế. Nếu như không phải là thập đại lão tổ phi thăng làm loạn, nàng sẽ trở thành là tương lai thiên võ trưởng giáo. Nhưng có một ngày, nàng thần bí mất tích, ta cũng không biết nàng đi nơi nào, không nghĩ tới là bị trưởng giáo đại nhân, dùng làm đúc kiếm tế phẩm. Diệp thần nội tâm chấn động, nói cầm con gái mình làm tế phẩm, cái này cựu Nhật chi chủ vẫn là người sao? Cửu U Tà Quân nói, chuyện này, không phải bề ngoài như thế đơn giản, ta dám khẳng định. Sau lưng nhất định có nguyên nhân khác, khả năng này là cựu Nhật chi chủ bố trí. Diệp thần nói, bố trí. Hắn muốn vài cục gì, cầm con gái mình làm đồ đựng, bố trí sống lại, đoạt xác con gái. Diệp thần hồi tưởng lại mới vừa trong hình, nhắc tới bố trí sống lại, tương lai đồ đựng Vân. Vân từ mắt, nội tâm lại là bi phẫn. Cửu U Tà Quân suy nghĩ sâu xa chốc lát, mở miệng nói ta cũng không biết, nhưng cựu Nhật chi chủ, có thể thống lĩnh ngày cũ. Hắn nhất định có mình thủ đoạn cùng mưu lược, sẽ không dễ dàng bị thập đại lão tổ tru diệt, nhưng những chuyện này, thật ra thì cùng ngươi không liên quan, ngươi không nên quá qua chìm đắm vào, làm xong trước mắt mình chuyện. Diệp thần trong lòng chấn động một cái, đúng rồi, cựu Nhật chi chủ con gái, sống hay chết, là bị đoạt xác vẫn là cái gì, thật ra thì cùng hắn không liên quan. Nhưng hắn tâm tình, lại có lớn như vậy chập chờn, có thể gặp cái đó gọi Võ Giao bé gái. Huyết mạch lực tương tác mạnh, cho dù là đối với hắn cái loại này người xa lạ, đều có một loại sâu đậm sức cảm hóa. Nếu như nói Diệp thần luân hồi huyết mạch, có quá mức mị lực hiệu quả, có thể hấp dẫn khác phái nói, vậy Võ Giao bé gái huyết mạch, chính là một loại trí cao lực tương tác, như xuân phong hóa mưa, để cho người bỏ không được tổn thương nàng, phải đem nàng thật tốt thương yêu. Cho nên, Diệp thần bị nhiễm, tâm tình chập chờn cực lớn, mà vậy đúc kiếm sư, tự trách áy náy dưới. Trực tiếp lựa chọn tự vận. Đem hậu đế tam kiếm,
Vậy bởi vì dính liền võ giao máu tươi, cho nên tâm tình cực kỳ nặng nề, nếu như không có Diệp Thần Hồng Mông lớn tinh không bảo vệ, bọn họ đạo tâm đã sớm hỏng mất. Đế Kiếm ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nói chúng ta ba cây kiếm, còn có tà kiếm, sau lưng hẳn đều có cựu nhật chi chủ nhân quả, nhưng cái này chút nhân quả, quá mức phức tạp, chúng ta vậy không biết được. Tóm lại, phải mau sớm tìm được tà kiếm, hắn năm đó hấp thu võ giao tiểu thư thần hồn tinh khí, năng lượng cực kỳ đáng sợ, tuy nói có trùng trùng chế ước, khó mà hoàn toàn phát huy, nhưng, một khi bị hắn bùng nổ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí so thường mạch quân tạo thành tai họa, còn nghiêm trọng hơn. Võ giao nhưng mà cựu nhật chi chủ con gái, lưng đeo ngày cũ thiên uy, một khi bùng nổ, tự nhiên không phải chuyện đùa. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, vậy phải thế nào tìm được tà kiếm? Hiện tại tà kiếm cùng thường mạch quân cũng chạy, muốn phong tỏa bọn họ vị trí, nhưng là muôn vàn khó khăn. Đế Kiếm nhặt lên trên đất một khối tàn phá linh thạch, nói, đây là năm đó đúc kiếm vật liệu, ngươi lợi dụng cái này vật liệu, kết hợp với mới vừa hình ảnh, có lẽ có thể suy diễn thiên cơ, phong tỏa tà kiếm rơi xuống. Bàn về suy diễn thủ đoạn nói, dĩ nhiên là Diệp Thần lợi hại, liền Đế Kiếm cũng không bằng. Được. Diệp Thần ngưng trọng gật đầu, bắt vậy linh thạch, đầu óc bên trong lại tích trữ suy nghĩ mới vừa hình ảnh, không ngừng ngược dòng thiên cơ, hy vọng có thể tìm ra tà kiếm vị trí. Nhưng mà, những ngày qua cơ hội, sau lưng liên lụy nhân quả quá phức tạp, không dễ dàng nắm trong tay. Ta cần 3 ngày thời gian, cái này 3 ngày, các người vậy đi ra ngoài điều tra tà kiếm cùng thường mạch quân tin tức. Diệp Thần ngưng tư một hồi, liền phát hiện muốn hoàn toàn biết rõ đầu mối mà nói, ít nhất phải 3 ngày thời gian. Có thể. Đem hậu đế tam kiếm nhìn nhau, chính là đáp ứng. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần chính là ở huyết u cốc bên trong, toàn bộ tinh thần chăm chú, suy diễn tà kiếm rơi xuống. Ở huyết u cốc bên trong, còn cất giấu một ít người làm cường giả, đem hậu đế tam kiếm, liền an bài nhân thủ đi ra ngoài, điều tra tình huống. Cái này không tra không sao cả, tra một cái dọa cho giật mình. Bên ngoài địa tâm vực thế giới, nhưng là nhấc lên gió tanh mưa máu. Thường mạch quân cùng tà kiếm bị thương chạy khỏi sau đó, cũng không có an phận, mà là khắp nơi tung lên sát phạt, săn giết võ giả, chiếm đoạt máu tươi, dùng để tư bổ mạch máu, khôi phục thương thế. Mỗi lần làm hại làm loạn sau đó, thường mạch quân liền dẫn tà kiếm nhanh chóng rời đi, cho tới bây giờ không lâu lưu, miễn sanh biến cố. Bởi vì hôm nay địa tâm vực, do cân nhắc quyết định thánh đường nắm trong tay, cân nhắc quyết định đứng đầu nguyên khí không ngừng khôi phục dưới. Trước mắt tu vi cũng đã đạt tới kinh người bách gia cảnh 6 tầng thiên. Nếu quả thật chiến đấu, liền thường mạch quân cũng chưa chắc là cân nhắc quyết định đứng đầu địch thủ. Dẫu sao, cân nhắc quyết định đứng đầu kinh doanh địa tâm vực nhiều năm, khí vận cùng tu vi tích lũy, đều là vô cùng phong phú, nơi nào là một cái thường mạch quân có thể dao động. Thường mạch quân cùng tà kiếm họa loạn, cân nhắc quyết định đứng đầu tự nhiên cũng là biết, chỉ khí được thất khiếu bốc khói. Hết lần này tới lần khác vậy thường mạch quân cùng tà kiếm, hành tung lơ lửng không chừng, hắn cũng không cách nào bắt. Diệp Thần suy diễn thiên cơ dưới, vậy cảm thấy vậy tà kiếm tung tích, đặc biệt khó khăn bắt, cho tới bây giờ không có một cái an thần địa điểm. Thật may, Diệp Thần nắm giữ thiên ma động minh mắt, cực ma chi đồng vân. Vân suy diễn thủ đoạn, tự thân có thể dùng luân hồi huyết mạch, suy diễn thần thông càng như người thú. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn có lòng tin phong tỏa tà kiếm khí cơ. Như vậy qua được 2 ngày, Diệp Thần đã dần dần biết rõ đầu mối, sắp muốn phong tỏa tà kiếm rơi xuống. Thậm chí, thiên cơ theo dõi dưới, Diệp Thần còn phát hiện, thường mạch quân mang tà kiếm, đi phong ra tổ địa. Phong ra tổ địa, chính là Ngụy Dĩnh, Không Hàn Hy, Lâm Thiên Tiêu các người tụ cư địa phương, có hoàng đế thần thụ bảo vệ, sau lưng cùng cân nhắc quyết định thánh đường, vậy liên lạc mật thiết. Hôm nay vạn khư nguy cơ nghiêm trọng, cho nên thiên quân thế gia cùng cân nhắc quyết định thánh đường, là tạm thời buông xuống ân oán, hợp tác lẫn nhau. Thường mạch quân muốn họa loạn phong ra tổ địa, nhưng là đá tấm sắt, trực tiếp bị sau lưng cân nhắc quyết định thánh đường người đánh lui. Diệp Thần bắt được những tin tức này, ngược lại là yên tâm rất nhiều, chỉ cần Ngụy Dĩnh không có xảy ra việc gì liền tốt. Mà ở Diệp Thần suy diễn thiên cơ lúc đó, huyết ngưng thiên từ đầu đến cuối bầu bạn ở hắn chừng. Ở hắn lúc mệt mỏi, huyết ngưng thiên liền đưa lên nóng rực hôn, còn có mềm mại trong ngực, cái này làm cho được hắn tinh thần, từ đầu đến cuối duy trì một loại thịnh vượng trạng thái.
Rốt cuộc, ở 3 ngày thời gian sau khi kết thúc, Diệp Thần thành công phong tỏa tà kiếm khí cơ. Tìm được. Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra, ngửa mặt lên trời một tiếng hò hét. Huyết Ngưng Thiên, đem Hậu Đế Tam Kiếm, vội vàng đi tới hắn bên người. Vậy tà kiếm cùng Thường Mạch Quân, tựa hồ ở một tòa núi hoang bên trong. Diệp Thần ngón tay nặn quyết, linh khí thi triển, theo dõi thiên cơ. Rào. Nhất thời, trước mắt hắn hư không, một hồi vặn vẹo, nổi lên một bức tranh. Trong hình, một cái đỉnh đầu kinh cức phương quan nam tử, đang ngồi xếp bằng, chính là Thường Mạch Quân. Mà tà kiếm, thì bầu bạn ở Thường Mạch Quân bên người. Tà kiếm linh ảnh trên khuôn mặt, tràn đầy một ngạt âm lệ thần sắc, tâm tình rõ ràng thật không tốt. Hắn lưng đeo năng lượng, vô cùng là bàng bạc, thân kiếm bên trong có võ giao thần hồn tinh khí, thân phận tôn quý bực nào, mà Thường Mạch Quân, chỉ là võ giao tay của phụ thân hạ bại tướng thôi. Muốn hắn hướng một cái bại tướng dưới tay, cúi đầu xưng thần, nội tâm dĩ nhiên là vô cùng ủy khuất. Đáng tiếc, hắn bị trùng trùng hạn chế, tà khí năng lượng không thể hoàn toàn phát huy, nhưng là không địch lại Thường Mạch Quân, cũng chỉ có thể tạm thời cúi đầu. Cái này 3 ngày chúng ta khắp nơi săn giết, trừ ở phong gia tổ địa, ăn một chút đau khổ bên ngoài, hết thảy cũng không có so thuận lợi. Ha ha ha, xem ra trời không quên ta, ta thương thế đã kém không nhiều khôi phục. Thường Mạch Quân ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng hưng phấn. Thương thế hắn vốn là rất nặng, hơn nữa tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng cái này 3 ngày thời gian, trên đất tim vực khắp nơi bắt cóc, nhưng là cướp đoạt được hàng loạt nguyên khí, nhanh chóng khôi phục như cũ. Diệp Thần cùng Huyết Ngưng Thiên, đem Hậu Đế Tam Kiếm các người, thấy hình ảnh này, đều là tức giận. Cái này 3 ngày thời gian, Thường Mạch Quân cùng tà kiếm, hiển nhiên là trên đất tim vực bên trong, chế tạo ra rất nhiều sát phạt, không biết hại chết bao nhiêu người. Nhưng gặp hình ảnh bên trong, tà kiếm hỏi nói, trưởng giáo đại nhân, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Người thường thế nếu là khôi phục nói, không bằng chúng ta lướt đi cân nhắc quyết định thánh đường, Chu Diệt cân nhắc quyết định đứng đầu, đoạt thánh đường đạo thống, chúng ta chính là địa tâm vực nắm giữ. Thường Mạch Quân ha ha cười nhạt, nói, tà kiếm, ngươi không cần đùa bỡn cái loại này trò lừa bịp, ngươi muốn mượn đao giết người có phải hay không? Cân nhắc quyết định đứng đầu tu vi không phải chuyện đùa, nếu đánh thật, ta cũng không phải là địch thủ của hắn, trừ phi ta có thể tìm được mới đồ đựng. Thường Mạch Quân tuy điên điên khùng khùng, nhưng không hề ngu xuẩn, một mắt là có thể nhìn ra, tà kiếm không là thật tâm muốn quy thuận hắn, thời khắc muốn phản bội. Tà kiếm đề nghị đi tấn công cân nhắc quyết định thánh đường, đó là mượn đao giết người, Thường Mạch Quân coi như lại cuồng ngông, cũng không khả năng lấy vì mình một thân một mình, có thể kháng nhận định cân nhắc quyết định đứng đầu 10 mấy vạn năm tích lũy. Tà kiếm bị khám phá âm mưu, nhưng là mặt không đổi sắc, hồn như vô sự nói, trưởng giáo đại nhân thần thông cái thế, hơn nữa có ta phụ trợ, vậy cân nhắc quyết định đứng đầu chưa chắc là ngươi địch thủ. Thường Mạch Quân khoát tay một cái, nói thôi, chuyện này không cần lại sách. Chờ một chút. Đột nhiên, Thường Mạch Quân con ngươi co rúc lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa hồ cảm giác được cái gì, cảnh giác nói. Sau lưng tựa hồ có người ở rình rập trước chúng ta. Cái này một tí, hắn nhưng là trong sâu thẳm, phát hiện Diệp Thần rình rập. Tên này, quả nhiên không thể nhỏ xem. Diệp Thần vội vàng che giấu hơi thở, đồng thời yếu bớt dòm ngó ánh mắt, vậy nguyên bản vô cùng rõ ràng hình ảnh, lập tức đổi được mơ hồ. Tà kiếm nói, là người nào ở rình rập, chẳng lẽ là ma tổ vô thiên sao? Thường Mạch Quân chau mày, nói, không biết, có thể là ta ảo giác, địa tâm vực biên giới, hẳn không người có bản lãnh này. Có thể theo dõi ta cùng tung tích của ngươi. Tà kiếm cẩn thận cảm ứng một tí, lại không phát hiện có cái gì khác thường, trong đầu nghĩ cái này người điên nghi thần nghi quỷ, nơi nào có người rình rập. Sau đó, tà kiếm dừng một chút, liền nói, trưởng giáo đại nhân, nếu không đi cân nhắc quyết định thánh đường, vậy chúng ta đi nơi nào? Thường Mạch Quân nói, đi vực ngoại, ta cần muốn tìm một cái mới đồ đựng, ta thân thể này, đã không thích hợp cái thời đại này quy luật, hi hi. Chờ ta tìm được mới đồ đựng, ta thì có chiến thắng cân nhắc quyết định đứng đầu cơ hội, cái gì đó luân hồi chi chủ, đem Hậu Đế Tam Kiếm, vậy tuyệt đối không thể nào là ta địch thủ. Tà kiếm nói, đi vực ngoại, trưởng giáo đại nhân, người muốn cái gì đồ đựng? Thường Mạch Quân nói, ta bắt được một đạo thích giết chóc hơi thở, cùng ta võ đạo đặc biệt phù hợp, nếu như có thể đoạt xác, ta tất có thể nghịch thiên lột xác, người ta nghỉ ngơi một đêm, sáng mai liền lên đường đi vực ngoại.
Tà Kiếm nói, Lập tức Thường Mạch Quân cùng Tà Kiếm hai người, mỗi người đều tức nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí. Thường Mạch Quân ngồi xếp bằng ngồi, móc ra một cái chai nhỏ tử, bình nhỏ kia tử thoáng một cái, thì có từng luồng khí huyết bay lên. Những thứ này khí huyết, đều là cái này ba ngày thời gian, hắn trên đất tim vực khắp nơi giết hại, thu hoạch máu tươi. Chỉ gặp Thường Mạch Quân hai tròng mắt nhắm lại, không ngừng hô hấp thổ nạp trước, đem vậy từng luồng khí huyết, hấp thu vào bên trong cơ thể. Mà theo khí huyết hấp thu, mạng hắn mạch cùng linh khí, cũng đang không ngừng khôi phục, thậm chí lớn mạnh. Tà Kiếm ngồi ở bên kia, nhìn Thường Mạch Quân nhắm mắt điều tức hình dáng, trong tròng mắt nhưng là có ý định giết người thoáng hiện. Hắn muốn động thủ. Diệp Thần thấy Tà Kiếm thần sắc, vậy cảm nhận được Tà Kiếm sát ý. Tà Kiếm ý chí bất khuất, tuyệt không chịu khuất phục dưới người, Thường Mạch Quân muốn hàng phục hắn, đó là không có thể. Đế Kiếm vậy nhìn chăm chú hình ảnh này, hắn rất rõ ràng Tà Kiếm tính cách. Chỉ là, trước mắt Tà Kiếm năng lượng, còn không cách nào hoàn toàn phát huy, muốn phản kháng Thường Mạch Quân, chỉ sợ khó hơn lên trời. Tà Kiếm ánh mắt không ngừng lóe lên, tựa hồ vậy đang do dự cùng vùng vẫy, không dám khinh động. Sốt cuộc, ở ước chừng sau nửa giờ, Tà Kiếm đột nhiên ra tay. Võ Giao tiểu thư, ban cho ta lực lượng. Tà Kiếm đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, tựa hồ đang kêu gọi cái gì. Hắn nhắc tới Võ Giao tên chữ lúc đó, trong giọng nói tràn đầy sùng kính, thành kính, cảm kích, ngưỡng mộ vân. Vân tâm trạng, cho dù là tàn bạo như Tà Kiếm, vậy sớm bị Võ Giao bị nhiễm. Hắn cùng đem hậu đế tam kiếm như nhau, vậy đau tim Võ Giao chết đi. Giao. Theo Tà Kiếm tiếng nói rơi xuống, hắn thân thể bộc phát ra một cổ minh mông đến mức tận cùng tà mang, tựa hồ trong sâu thẳm, có một cổ hào hùng huyết mạch năng lượng, là hắn ban phúc, trong nháy mắt tăng lên hắn thực lực. Vù vù. Một đạo ác liệt tà đạo kiếm mang, từ Tà Kiếm bên trên bộc phát ra, trực tiếp hướng Thường Mạch Quân đỉnh đầu vương miện chém tới. Tà Kiếm biết rõ Thường Mạch Quân mạnh mẽ, coi như mình đánh lén, mượn nữa dùng Võ Giao một chút huyết mạch lực, cũng chưa chắc có thể giết chết. Cho nên, hắn trực tiếp nhắm Thường Mạch Quân kinh cức phương quan. Cái này đỉnh kinh cức phương quan, là Thường Mạch Quân cả thân linh khí nguyên, nếu như vương miện bị chém xuống mà nói, Thường Mạch Quân tu vi nhất định phải sụt đột ngột, thậm chí có thể bị cắn trả mà chết. Đang nhắm mắt điều tức Thường Mạch Quân, thật ra thì đã sớm cảm ứng được Tà Kiếm sát khí, nhưng hắn không hề đặt ở bên trong mắt. Bởi vì, hắn thực lực cường hãn, tu vi ước chừng đạt tới bách gia cảnh 6 tầng thiên. Hoàn toàn không sợ Tà Kiếm uy hiếp. Nhưng là, làm Tà Kiếm một kiếm này, bạo giết mà lúc tới, hắn mở mắt ra, hoàn toàn sợ ngây người. Đây là, Võ Giao tiểu thư hơi thở. Làm sao có thể, Võ Giao tiểu thư không phải mất tích sao? Chẳng lẽ, Võ Giao tiểu thư bị ngươi bắt đi tế kiếm? Thường Mạch Quân cảm nhận được vậy tà đạo kiếm mang sau lưng, có một món quen thuộc huyết mạch hơi thở, huyết mạch kia, tên là Từ Bi. Đại biểu thế gian nhất thương hại, nhất tình thương, nhất minh mông hơi thở. Nếu như Võ Giao không chết, nàng sẽ là Từ Bi đứng đầu, trách trời thương dân tinh thần, sẽ bao phủ cái thế giới này, để cho thế giới lại không hắc ám, tràn đầy Từ Bi trìu mến. Từ Võ Giao ra đời ngày bắt đầu, toàn bộ thái thượng thế giới đều sôi trào, tất cả mọi người đều bị một cổ Từ Bi lực lượng bao phủ, đổi phải ôn hòa bạn bè yêu, cạnh tranh giết hại cơ hồ từ trên đời này biến mất. Tất cả mọi người đều hòa thuận sống chung. Toàn bộ thái thượng thế giới người, đều đưa Võ Giao xem làm là thánh nữ, là thế gian vĩ đại nhất Từ Bi hóa thân, vượt qua hết thảy Phật Đà Bồ Tát. Lúc đó Thường Mạch Quân, vậy và những người khác như nhau, đối với Võ Giao tràn đầy sùng bái cùng sùng ái. Mà Võ Giao phụ thân Võ Tuyệt Thần, lúc ấy còn không phải là trưởng giáo, chỉ là một đệ tử chân truyền. Hơn nữa ở rất nhiều đệ tử chân truyền bên trong, Võ Tuyệt Thần tu vi, cũng không phải là mạnh nhất. Hắn được đề cử là trưởng giáo, là bởi vì là cha bằng nữ quý. Nguyên nhân chính là máu con gái mạch, quá mức nghịch thiên cùng ưu tú, cho nên Võ Tuyệt Thần bị tất cả người đề cử là trưởng giáo. Nhưng sau đó, Võ Giao thần bí mất tích, thái thượng thế giới lòng người bàng hoàng, cơ hồ tan vỡ, rất nhiều người đều ở đây chỉ trích Võ Tuyệt Thần. Thường Mạch Quân cũng không ngoại lệ, hắn cho rằng Võ Tuyệt Thần cũng không có hết sức một cái phụ thân trách nhiệm, lại có thể để cho con gái mất tích, đây là thiên lý không cho sự việc. Cho nên, hắn cuối cùng hướng Võ Tuyệt Thần, phát khởi khiêu chiến. Vì chiến thắng Võ Tuyệt Thần,
hắn thậm chí tu luyện là huyết minh công cái loại này cấm pháp, liền vì tăng lên mình thực lực. Mà khiêu chiến kết cục, dĩ nhiên là Thường Mạch Quân đánh bại, sau đó bị là huyết minh công ảnh hưởng, biến thành hôm nay cái này điên điên khùng khùng hình dáng. Thật ra thì ở lúc ban đầu thời điểm, hắn cũng là một người hiền lành, bởi vì võ giao thần bí mất tích, hắn tức giận mất khống chế, mới cuối cùng đổi được như vậy. Hiện tại lần nữa cảm ứng được võ giao hơi thở, Thường Mạch Quân hoàn toàn ngây ngẩn, tựa hồ hồi tưởng lại ngày xưa, thuở thiếu thời rất nhiều hình ảnh. Hắn rõ ràng cảm nhận được, vậy tà kiếm bên trong, có võ giao huyết mạch hơi thở. Võ giao bị người giết chết, dùng đi đúc kiếm. Hắn cũng không biết cựu Nhật chi chủ bố trí, chỉ cho là tà kiếm âm mưu. Không, cái này không thể nào. Thường Mạch Quân quá mức kinh ngạc, cho tới ngây tại chỗ, lại không có né tránh tà kiếm chém chết. Suy, tà kiếm chém một cái mà qua, trực tiếp đem Thường Mạch Quân kinh cức phương quan, chém rơi xuống đất. Kinh cức phương quan vừa rơi xuống đất, dính liễu trần đất, lập tức khô héo, tất cả sinh cơ vẻ xanh biếc tản đi, chỉ còn lại khô héo cảnh khô cùng lá cây. Phốc xích, Thường Mạch Quân há mồm phun ra máu tươi, tu vi hơi thở đang điên cuồng sụt đột ngột. Hắn có thể đột phá đến bách gia cảnh 6 tầng thiên, hoàn toàn là dựa vào kinh cức phương quan chống đỡ. Nhưng, cái này kinh cức phương quan, là hắn ngụy tạo, cũng không phải là chân thực. Ngụy tạo Vương Miện, lấy trộm mà đến lực lượng, theo Vương Miện bị chém xuống, cũng là hoàn toàn tản đi. Hơn nữa, trong sâu thẳm, còn có một cổ thần phạt lực lượng, đang điên cuồng cắn trả. Thường Mạch Quân gương mặt vặn vẹo, tu vi không ngừng rơi xuống, cuối cùng từ bách ra cảnh 6 tầng thiên, liền rớt 2 tầng, rơi xuống bách ra cảnh 4 tầng thiên. Vương Miện bị chém, tu vi rơi xuống, Thường Mạch Quân nhưng không có gì quan tâm thần sắc, hắn trước mắt lửa giận cùng cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm tà kiếm, khàn cả giọng nói. Là ngươi giết võ giao tiểu thư, ngươi cái này vô liêm sỉ, ngươi làm sao xuống tay được. Ta muốn giết ngươi. Hắn vành mắt hết sức nứt ra, răng cắn nát, chỉ muốn thay võ giao trả thù, như dã thú vậy mãnh phát lên, một quyền hung hăng hướng tả kiếm bóng người đánh tới. Tả kiếm mới vừa mượn võ giao huyết mạch lực lượng, hơi thở còn không khôi phục như cũ, mắt gặp Thường Mạch Quân một quyền bạo giết tới, lật đật rút người ra né tránh. Nhưng, vẫn là chậm nửa bước. Phịch, Thường Mạch Quân hung hăng một quyền, nện ở tả kiếm trên thân thể. Trong thoáng chốc, tà kiếm ngực lõm sụp xuống, ngay tức thì bị trọng thương, hộc máu liền liền. Người điên, võ giao không phải ta giết, là cựu Nhật chi chủ tự giết. Tà kiếm gương mặt vặn vẹo, giận dữ nói. Cười nhạo, võ tuyệt thần là võ giao phụ thân, hắn coi như lại mất trí, làm sao bỏ rất đúng con gái ra tay. Người dám đả thương võ giao tiểu thư, cho ta chết. Thường Mạch Quân giận dữ không thôi, lần nữa hơi quyền bạo giết ra. Hắn tu vi đã rơi xuống, chỉ có bách gia cảnh 4 tầng thiên, nhưng bi thương dưới sự tức giận, võ đạo uy thế chút nào không kém, như cũ làm người ta rung động. Tà kiếm không ngừng kêu khổ, chỉ có thể ứng chiến. Thật may Thường Mạch Quân tu vi đã rơi xuống, hắn cuối cùng có thể miễn cưỡng chu toàn. Hai bên kịch chiến mấy trăm hiệp, tà kiếm bị đánh được hơi thở tán loạn, bị thương nghiêm trọng, cuối cùng chạy mất dạng. Mà Thường Mạch Quân, vậy tiêu hao tất cả thể lực. Thở hồng hộc, nhưng cũng không cách nào đuổi theo. Võ giao tiểu thư, không, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Thường Mạch Quân cất bước hướng truy đuổi, nhưng tà kiếm chạy trốn quá nhanh, hắn đã không theo đuổi. Đáng chết, cái này thân thể, quả nhiên không thích ứng cái thời đại này, ta cần phải mau sớm tìm mới đồ đựng. Thường Mạch Quân cắn răng, suy nghĩ trong chuyển động, hao hết sau cùng linh khí, biến dạng hư không, trực tiếp rời đi địa tâm vực. Diệp thần, huyết ngưng thiên, đem hậu đế tam kiếm các người, thấy Thường Mạch Quân cùng tà kiếm tranh đấu, mọi người đều là mang một chút vẻ rung động. Vô luận là Thường Mạch Quân vẫn là tà kiếm, bọn họ đều là vô cùng hung hãn đồ, nhưng nhắc tới võ giao thời điểm, bọn họ cũng giống như là nhất tín đồ trung thành, thanh âm tràn đầy quyến luyến ngưỡng mộ ý. Diệp thần thậm chí có thể khẳng định, nếu như kêu bọn họ đi làm võ giao tiểu thư chó, bọn họ vậy sẽ không so cam tâm tình nguyện. Vậy tà kiếm tựa hồ muốn quay về. Huyết ngưng thiên đột nhiên mở miệng nói. Hình ảnh bên trong, tà kiếm không ngừng bay vút, đang đi máu ra tổ huyết u cốc phương hướng bay tới. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, nói, hắn trở về để làm gì? Muốn tìm cái chết sao? Đế kiếm nói, hắn nếu dám trở về, nhất định có chỗ ỷ lại,
chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, ở huyết u cốc địa bàn, tin hắn vậy lật trời không được. Diệp thần gật đầu một cái, trong lòng cũng rất là tò mò, không biết tà kiếm tại sao phải trở về, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao. Lập tức Diệp thần, huyết ngưng thiên, đem hậu đế tam kiếm, ở cốc khẩu chờ đợi. Ước chừng sau nửa giờ, quả nhiên thấy phương xa chân trời, có một đạo tà lệ hơi thở, như màu xám cho nhanh như tia chớp nổ bắn ra tới, chính là tà kiếm. Tà kiếm bay đến huyết u cốc cốc khẩu, trên thân kiếm hiển hóa ra một đạo yếu ớt hình người, hắn mới vừa cùng Thường Mạch Quân đại chiến, hơi thở hao tổn rất là nghiêm trọng. Ồ, các ngươi! Tà kiếm thấy Diệp thần các người, lại có thể ở cốc khẩu chờ, tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn sẽ trở về vậy, nhất thời kinh hãi. Đế kiếm bước ra một bước, nói, tà kiếm, ngươi còn dám trở về. Tà kiếm sắc mặt trầm xuống, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, trong phảng phất cảm thấy không đúng, nhưng hắn cũng có dựa vào, cũng không sợ, nói. Đế tôn, ta lần này trở về, là muốn cùng ngươi làm một khoản giao dịch. Đế kiếm nói, giao dịch gì? Tà kiếm nói, cho ta tự do, ta cần thu hồi vận mệnh ta quy luật. Huyết u cốc trung ương, tòa kia đúc kiếm đỉnh. Là tà kiếm sinh ra địa phương, vận mạng hắn quy luật cũng ở đó bên, nếu như không lấy hồi mà nói, hắn không cách nào có được chân chính tự do. Đế kiếm lạnh lùng nói, dựa vào cái gì? Tà kiếm nói, ta có thể nói cho ngươi Thường Mạch Quân rơi xuống, vậy người điên bị ta chém dụng vương miện, hắn tu vi đã rơi xuống, trước mắt chỉ có bách gia cảnh 4 tầng thiên mà thôi. Đế kiếm ha ha cười một tiếng, nói, ngươi chém xuống Thường Mạch Quân vương miện, công lao không nhỏ à? Tà kiếm đảo mắt nhìn toàn trường, nhưng gặp vô luận là Diệp thần cùng huyết ngưng thiên, hay là đem hậu đế tam kiếm, nghe được tin tức này, cũng không có một chút kinh ngạc thần sắc, tựa hồ đã sớm biết, hắn đã chém xuống kinh cức vương quan. À, lúc đầu sau lưng rình rập người, chính là các ngươi. Tà kiếm vô cùng là thông minh, một cái chớp mắt tới giữa, liền nghĩ tới mình cùng Thường Mạch Quân tranh đấu, đã bị Diệp thần các người rình rập đến. Vậy sau lưng rình rập người? Chính là Diệp thần. Đế kiếm nói, ha ha, không sai. Luân hồi chi chủ thần thông quảng đại, mượn hắn thủ đoạn, chúng ta đã biết được, Thường Mạch Quân đi vực ngoại, không cần ngươi mật báo. Nghe vậy, tà kiếm nhất thời thân thể run rẩy. Đế kiếm lạnh lùng nói, trên mình ngươi tà khí quá nặng, hơn nữa lưng đeo võ giao tiểu thư nhân quả, không cho sơ thất, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, bó tay chịu trói cho thỏa đáng. Dứt lời, đế kiếm bóng người. Hiển hóa ra vạn trượng đế mang, mênh mông khoáng đạt, một kiếm như rồng chém chết ra, trực tiếp hướng tà kiếm bóng người chém tới. Tà kiếm chính là yếu ớt, nơi nào là đế kiếm địch thủ. Hắn sắc mặt rất là khó khăn xem, vội vàng lui về phía sau, né tránh đế kiếm chém chết, nói, đế tôn, đừng lấn hiếp người quá đáng, người dám tiến thêm một bước, ta lập tức tự bảo. Nghe được tự bảo hai chữ, đế kiếm thần sắc biến đổi, nói, người dám. Diệp thần cũng là trong lòng trầm xuống, tà kiếm bên trong, phong cất giấu võ giao hồn phách, nếu như tà kiếm tự bạo, vậy võ giao hồn phách, cũng phải hoàn toàn biến mất đi, lại không hồi phục có thể. Võ giao hồn phách, chính là tà kiếm dựa vào. Ha ha ha, ta có cái gì không dám. Võ giao tiểu thư sau lưng, quan hệ đến cựu Nhật chi chủ vạn cổ bố trí, mặc dù ta không biết bố trí này là cái gì, nhưng nếu như ta tự bạo, cái gì bố trí đều phải tan vỡ. Các ngươi chớ ép ta. Tà kiếm lạnh cười, nhưng là đứng chắp tay, một bộ không lo ngại gì hình dáng. Đem hậu đế tam kiếm thần sắc, đều là vô cùng khó khăn xem. Thật ra thì cựu Nhật chi chủ bố trí, bọn họ cũng không quan tâm, bởi vì cựu Nhật chi chủ thời đại, khoảng cách bọn họ quá xa vời. Nhưng võ giao tồn tại, nhưng là bọn họ trong lòng một đạo không qua được khảm. Bọn họ tình nguyện là mình chết. Vậy không muốn nhìn thấy võ giao hoàn toàn diệt vong. Võ giao từ bi huyết mạch, là giữa trời đất thiện ý kết tinh, chỉ cần có một chút xíu lương tâm người, cũng sẽ phải chịu võ giao từ bi bị nhiễm, không đành lòng thấy nàng bị một chút xíu tổn thương. Cái này bị nhiễm, chính xác mà nói, không phải võ giao bị nhiễm, mà là người bị mình có lòng tốt đánh độc, là lương tâm bất diệt làm chứng. Người muốn thương tổn võ giao tiểu thư, người có còn hay không lương tâm? Đế kiếm nhìn chằm chằm tà kiếm, nổi giận nói. Tà kiếm nói, là các ngươi ép ta, vậy không trách ta, ta cho các ngươi một nén hương thời gian, hoặc là cho ta tự do, hoặc là ta tự bảo, mọi người cùng nhau chết. Võ giao núp ở tà kiếm chỗ sâu thần hồn năng lượng,
nếu như hoàn toàn nổ tung nói, sợ rằng toàn bộ huyết u cốc đều phải bị san bằng, mà Diệp Thần các người, không chết cũng phải trọng thương. Mộ chủ đại nhân, tên này thật là om sòm, còn dám cầm võ giao tiểu thư làm bia đỡ đạn, mau đem hắn chấn áp. Luân hồi mộ địa bên trong, cửu u tà quân thấy tà kiếm tư thái kia, cũng là tương đương bất mãn nói. Diệp Thần nhưng là có chút ném chuột sợ vỡ mình, nói chấn áp hắn dễ dàng, nhưng vạn nhất hắn tự bảo, võ giao tiểu thư há chẳng phải là. Cửu u tà quân nói, ta truyền cho ngươi một môn ngày cũ trận pháp, tên hơi lớn hoang tù long trận, có thể ở ngay tức thì đem kẻ địch chấn áp, cũng không sợ hắn tự bạo làm loạn. Tiếng nói rơi xuống, cửu u tà quân bắn ra một đạo linh quang, bơm vào nhập Diệp Thần đầu óc bên trong. Diệp Thần giống như thể hồ quán đỉnh vậy, nhất thời tiếp thu được đại hoang tù long trận diệu pháp. Hắn tinh thông trận tự quyết, đối với thế gian trận pháp lĩnh ngộ, đặc biệt mau lẹ. Cái này đại hoang tù long trận vừa vào đầu óc, hắn ngay tức thì chính là lĩnh ngộ. Tà kiếm, người muốn tự bảo, có thể có hỏi qua ta không? Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên ác liệt, quả đấm căng thẳng cầm, khớp xương rắc rắc sát vang rội. Hắn cả người tu vi hơi thở, ở ngay tức thì tăng vọt, lại có thể lập tức đạt tới bách gia cảnh 4 tầng thiên. Cái này tu vi, dĩ nhiên là cửu u tà quân mượn lực. Cẩn thận để gặp. Diệp Thần vẫn là mượn dùng cửu u tà quân lực lược, dẫu sao vậy tà kiếm sau lưng, quan hệ đến võ giao thần hồn huyết mạch, không cho sơ thất. Cảm thấy được Diệp Thần tăng vọt hơi thở, tà kiếm nhất thời lộ vẻ xúc động, vội vàng lui về phía sau, nói, luân hồi chi chủ, người muốn làm cái gì? Người đừng tới đây, nếu không ta. Đại hoang tù long trận, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp cắt dứt tà kiếm lời nói, bàn tay gào thét ra. Nhất trọng trọng trận văn cùng thần mang mãnh liệt bùng nổ, ngay tức thì hóa thành một cái ùn ùn kéo đến đại trận, đem tà kiếm hoàn toàn bao phủ ở. Hống! Động trời tiếng rồng ngâm, từ đại trận bên trong vang lên. Trận pháp bốn phía, mơ hồ có hình rồng ánh sáng lóe lên, vô cùng nguy nga. Không tốt! Tà kiếm đặt mình vào ở trận pháp bên trong, nhất thời cảm thấy hô hấp ngưng động chất, cả người khí cơ đều bị áp chế, lại không cách nào tự bảo. Muốn chấn áp ta, ngươi dám động tay, vậy mọi người cùng nhau chết đi. Tà kiếm giận dữ, điên cuồng liều mạng vùng vẫy, bàn tay đột nhiên tuôn ra một chùm bụi gai, rơi xuống đất sinh trưởng mở ra, ngay tức thì đổi được vô cùng xung xuê, một chùm chùm bụi gai liều mạng lan tràn. Bén nhọn kia đổ gai, khắp nơi mặc châm. Diệp Thần chung quanh thân thể, vậy đột ngột dài ra rất nhiều dây bụi gai củ cải, cả người giống như rơi vào rừng cây gai vậy. Da đều bị đâm thủng, nhọn đau đớn truyền tới. Lúc đầu trong quá khứ 3 ngày thời gian bên trong, tà kiếm lặng lẽ trộm thường mạch quân một chút bụi gai thực trồng, mặc dù hắn vận chuyển cây có gai thủ đoạn, xa xa không bằng thường mạch quân, nhưng cái này hạ đột nhiên bùng nổ, vẫn là đánh Diệp Thần một cái trở tay không kịp. Cả người da nhọn đau đớn dưới, Diệp Thần hơi thở nhất thời rối loạn, đại hoang tù long trận hiệu quả áp chế, cũng là ngay tức thì buông lỏng đi xuống. Võ giao tiểu thư, thật xin lỗi, đều là luân hồi chi chủ ép ta. Tà kiếm ngửa mặt lên trời gầm thét, khàn cả giọng, tự biết không cách nào may mắn tránh khỏi, liền muốn ngọc đá cùng vỡ, cả người hơi thở bạo dũng đứng lên, lại là chuẩn bị muốn tự bạo. Nghĩ đến tự bạo sau đó, võ giao thần hồn, vậy muốn đi theo hoàn toàn băng diệt, tà kiếm con người bên trong, chảy ra máu nước mắt, hiển nhiên thương tâm tới cực điểm. Cái này thế gian, chỉ cần vẫn là lương chi không có mất đi người, đều sẽ không nhẫn tâm tổn thương võ giao. Bởi vì, võ giao là từ bi đứng đầu, thế gian tất cả nhân từ cùng hiền lành hóa thân, là thiện trình độ cao nhất. Tà kiếm hơi thở không ngừng chấn động, thân kiếm ông ông tác hưởng, sắp muốn nổ. Ta cầu nguyện, gió bão lắng xuống, thiên địa bình tĩnh. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần phúc tới tâm linh, lật đật sử dụng nguyện vọng thiên tinh, phát ra cuồn cuộn cầu nguyện tiếng. Ung ung. Mà cùng lúc đó, tà kiếm trên thân kiếm, phát ra một cổ đáng sợ tiếng nổ, tất cả khí lưu đều bị nổ, màu xám đen tà lệ kiếm khí, đầy trời gào thét. Tà kiếm bóng người, ở ngay tức thì băng diệt tiêu tán. Mà ở hoàn toàn chết trước, hắn gương mặt nhưng mang kinh ngạc thần sắc tức giận. Bởi vì, hắn phát hiện, ở nguyện vọng thiên tinh ngăn trở hạ, hắn tự bạo chỉ thành công một nửa. Hắn bóng người bạo diệt tiêu tán, nhưng thân kiếm cũng không có nổ. Phong che giấu ở bên trong kiếm võ giao thần hồn, cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Oanh! Tà kiếm hơi thở nổ,
để cho được huyết u cốc bên trong, rất nhiều kiến trúc đỉnh núi, trong nháy mắt bị san bằng, chỉ có vậy trung ương đúc kiếm đỉnh, còn duy trì hoàn hảo. Mà đang nổ dưới sự xung kích, Diệp Thần thân thể trực tiếp bị lật, chật vật ngã xuống ở phương xa trên mặt đất, búng máu tươi lờn ói như điên. Đem hậu đế tam kiếm phản ứng thật nhanh, đang nổ phát sinh ngay tức thì, kéo huyết ngưng thiên lui về phía sau, cuối cùng không có bị thương. Diệp Thần. Huyết ngưng thiên mắt xem Diệp Thần bị nổ lật, vội vàng vọt tới, đem Diệp Thần đỡ dậy. Diệp Thần bị nổ được đầu ông tác hưởng, ánh mắt bất tỉnh hoa, mơ mơ màng màng bên trong, cảm thấy một hồi ôn hương nhuyễn ngọc, nhất thời tinh thần chấn động, mở mắt ra, thấy huyết ngưng thiên tươi đẹp gương mặt, ngay tại trước mặt mình. Hụ, ta còn chưa chết. Diệp Thần vùng vẫy ngồi dậy, nhưng giác cả người không có sức, chỉ có thể dựa vào ở huyết ngưng thiên trên ngực. Hắn bị thương khá là nghiêm trọng, thật ra thì cũng không phải là bị tà kiếm nổ bị thương, mà là bị cắn trả mà tổn thương. Hắn lợi dụng nguyện vọng thiên tinh, rất miễn cưỡng ngăn cản tà kiếm nổ, cuối cùng giữ được thân kiếm, cuối cùng không để cho võ giao tiêu diệt. Mà đây rất miễn cưỡng ngăn cản, lại để cho hắn bị cực lớn cắn trả, ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ bị xé nát, thật may hắn thể chất cường hãn, nếu không hắn hiện tại đã chết. Đem hậu đế tam kiếm, vậy nhanh chóng chạy tới. Xem kỹ xem một tí Diệp Thần thương thế, ba kiếm đều là thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần thể chất quá biến thái, vậy cắn trả tuy nghiêm trọng, nhưng chỉ cần không có thể giết chết hắn, hắn cũng có thể khôi phục tới đây. Tối đa mấy ngày nữa, Diệp Thần là được khôi phục viên mãn, sẽ không có cái gì hậu di chứng, thậm chí có thể đuổi được đạt tới, cùng Huyền Cơ Nguyệt quyết tử chiến một trận. Tà kiếm linh khí đã tán loạn, được nghĩ biện pháp, an trí võ giao tiểu thư. Ở xác định Diệp Thần không việc gì sau đó, đế kiếm thần sắc nhưng là ngưng trọng, ánh mắt nhìn chăm chú tà kiếm. Tà kiếm ý chí, đã tiêu tán, thân kiếm chất liệu linh khí, vậy trong nổ tung tan hết, hiện tại chỉ còn lại sắt vụn vậy thân kiếm, thần thái hoàn toàn ảm đạm. Như vậy trạng thái, hiển nhiên không cách nào chịu đựng võ giao thần hồn. Nếu như võ giao không có được an trí nói, nàng thần hồn tinh khí, vậy sẽ đi theo lưu tán, cuối cùng để cho Diệp Thần công dã tràng. Võ giao quan hệ đến cựu Nhật chi chủ bố trí này rốt cuộc là cái gì, có thể trước bỏ mặc, nhưng võ giao nhất định phải an trí tốt. Võ giao là từ bi hóa thân, nàng nếu như hoàn toàn tiêu diệt, vậy thì đại biểu thế gian nhất tới thành hiền lành, hoàn toàn biến mất. Diệp Thần trong lòng động một cái, sử dụng hoang ma thiên kiếm, nói ta cái này cầm hoang ma thiên kiếm, ngược lại là rất thích hợp thu xếp võ giao tiểu thư. Hoang ma thiên kiếm ma khí. Bản thân cùng tà kiếm có chỗ giống nhau, có thể làm một mới gia viên, thu xếp võ giao. Đế kiếm suy tư một hồi, nói cái này hoang ma thiên kiếm, đích xác rất thích hợp, nhưng luân hồi chi chủ, người có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng võ giao tiểu thư, nhưng không thể để cho nàng bị nửa điểm ủy khuất, chúng ta dính liền võ giao tiểu thư máu tươi nguyên tội, bên trong lòng rất là áy náy, chỉ muốn một ngày kia, có thể báo đáp nàng. Diệp Thần nói, đây là tự nhiên. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần trực tiếp vận chuyển binh tự quyết, đem cả cây tà kiếm, cũng đúc nóng tiến vào hoang ma thiên kiếm nội bộ. Ta tạm thời dung hợp tà kiếm, nhưng muốn điều thuận khí tức, còn được mấy ngày thời gian. Diệp Thần ngưng thần cảm ứng dưới, phát hiện tà kiếm đã hoàn toàn dung nhập vào hoang ma thiên kiếm, nhưng hai kiếm hơi thở, nghĩ xong đẹp hòa hợp nói, còn cần lại rèn luyện rèn luyện. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần từ tà kiếm bên trong, dòm ngó gặp được một cái tươi đẹp thiếu nữ. Cô gái kia cả người không mảnh vải che thân, nằm ở một phiến sương mù dày đặc tiên vân bên trong, đám mây là nàng quần áo, gió mát là nàng trang sức, nàng gương mặt điềm tĩnh mà bình thản, không biết ngủ say bao lâu, có thể còn sẽ vĩnh viễn ngủ say đi xuống, vậy trắng nõn gương mặt, để cho người muốn bưng nàng hôn một cái. Vị này chính là võ giao tiểu thư sao? Diệp Thần nội tâm kịch liệt chấn động một tí, ánh mắt có chút mê ly. Nhìn vậy khuôn mặt của cô gái. Hắn tựa hồ quên được thế gian hết thảy ân oán cùng giết hại, nội tâm chỉ có bình tĩnh, chỉ có từ bi nhân thiện. Cô gái này, dĩ nhiên chính là cựu Nhật chi chủ con gái, Võ Giao. Năm đó, Võ Giao bị hiến tế thời điểm, vẫn là một cái bé gái, nhưng hiện tại, đã hóa thành một cô gái. Hiển nhiên, nàng mệnh không nên tuyệt, vẫn là có hồi phục có thể. Nhưng, thiên cơ bắt dưới, Diệp Thần cảm giác được, Võ Giao hồi phục cơ hội, đặc biệt mong manh. Thậm chí và hắn chiến thắng vạn khư, chấp trưởng luân hồi đỉnh cấp, vậy mong manh, cơ hồ là chuyện không thể nào.
Ở đó mây mù cùng tiên khí ra, là từng mảnh tà khí, võ giao bị tà khí vây quanh, nhưng là nước trong gia phù dung, gia phù sa mà không nhuộm, tinh khiết không rảnh tới cực điểm. Nàng tuy là không mảnh vải che thân, nhưng vô luận là ai thấy nàng, cũng sẽ không có cái gì tiết độc ý niệm, chỉ có từ bi cùng cảm kích. Cựu Nhật chi chủ bố trí, rốt cuộc là cái gì, lại muốn hy sinh con gái, hắn làm sao xuống tay được. Diệp thần muốn không rõ ràng, nếu như hắn có một cái như vậy đáng yêu con gái, hắn sủng ái cũng không kịp, làm sao sẽ tổn thương. Tà kiếm cuộc chiến đến đây kết thúc, huyết ngưng thiên ở phế tích bên trong, thanh ra một phiến đất trống, để cho Diệp thần nghỉ ngơi. Diệp thần tính toán thời gian, khoảng cách hắn cùng Huyền Cơ Nguyệt ước chiến, còn có 7 ngày, ngược lại cũng không cần gấp nhất thời, liền an tâm ở lại máu gia tổ trong ruộng, điều chỉnh thân thể, đồng thời ân cần săn sóc hoang ma thiên kiếm. Như vậy qua được 3 ngày, Diệp thần trạng thái khôi phục lại đỉnh cấp. Mà tà kiếm hơi thở, vậy hoàn mỹ cùng hoang ma thiên kiếm dung hợp, võ giao lấy được tốt nhất chiếu cố, chỉ cần Diệp thần không chết, nàng thần hồn cũng sẽ không băng diệt. Oanh! Mà làm hai kiếm hoàn mỹ dung hợp ngay tức thì, lại có kinh người dị tượng hiện lên, nhưng gặp hoang ma thiên kiếm bên trên, ma khí không ngừng nhô lên, sau đó hiển hóa ra một đạo cổ xưa bóng người. Thân ảnh kia, là một người mặc đế hoàng trường bào, đầu đội quan miện, mắt như ưng chuẩn, eo như lang báo nam tử, vô cùng cái bạo quân dung mạo khí phách, chính là cựu Nhật chi chủ. Cũ mới tranh bá đại chiến kết thúc sau đó, cựu Nhật chi chủ thất bại, thần hồn bị chia nhỏ thành 8 phần. Phân biệt đúc thành liền 8 cầm thiên kiếm. Diệp thần đã sớm nhìn rồi cựu Nhật chi chủ dung mạo, ở hoang ma thiên kiếm, long uyên thiên kiếm, tai nạn thiên kiếm bên trong, cũng phân biệt phong ấn một bộ phận thần hồn. Truyền thuyết gom đủ 8 đại thiên kiếm, là được hồi phục cựu Nhật chi chủ hồn phách, thậm chí mở ra ngày cũ bảo tàng, đạt được cựu Nhật chi chủ tất cả cất giấu vật quý giá. Diệp thần nhìn trước mắt cựu Nhật chi chủ bóng người, hoàn toàn sợ ngây người. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt hắn cựu Nhật chi chủ, ánh mắt là sắc bén, mang khí thế bức người. Đây là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Bởi vì chỉ có gom đủ 8 đại thiên kiếm, cựu Nhật chi chủ hồn phách mới có thể hồi phục. Ở hồi phục trước, hắn thủy chung là ngủ say trạng thái, coi như bóng người nổi lên, ánh mắt chắc cũng là đờ đẫn mê mang, không thể nào có nửa điểm người sống hơi thở. Nhưng hiện tại, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Diệp thần trước mắt cựu Nhật chi chủ, có đặc biệt thanh tỉnh ý thức, hắn đã hồi phục, thậm chí ở dò xét Diệp thần. Cựu Nhật chi chủ, ngươi, Diệp thần quá kinh hãi, trong tay hoang ma thiên kiếm rớt xuống đất, bước chân liền lui về phía sau, sống lưng lông tơ đảo thụ, chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Cựu Nhật chi chủ, lại có thể sống lại. À, trưởng giáo tiên tôn. Luân hồi mộ địa bên trong, cửu U tà quân thấy cựu Nhật chi chủ hồi phục. Cũng là không khỏi kinh hãi, tạm thời tới giữa, không biết nên không nên đi ra gặp nhau. Ngươi chính là luân hồi chi chủ sao? Cựu Nhật chi chủ đánh giá Diệp thần, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang mãi mãi thê lương, còn có vẻ cô đơn ý. Thuộc về hắn thời đại, sớm đã qua, hắn năm đó vậy gặp thảm chém chết, thần hồn bị cắt chi thành 8 phần, thiên võ tiên môn đạo thống cơ nghiệp, cũng ở đây trong tay hắn tan vỡ, hắn kết quả có thể nói là vô cùng thê thảm. Bất quá hắn thanh âm, mặc dù thê lương tịch mịch, nhưng núp ở chỗ sâu đế hoàng khí chất, cư cao ngạo khí, còn chưa từng tắt. Cựu Nhật chi chủ, ngươi thức tỉnh. Diệp thần vô cùng kinh hãi, hỏi. Cựu Nhật chi chủ gật đầu một cái, nói ngươi mang về con gái ta tàn hồn vì vậy mà tỉnh lại, cảm ơn ngươi cứu con gái ta. Lúc đầu Diệp thần đem tà kiếm, dung nhập vào hoang ma thiên kiếm bên trong. Võ giao thần hồn bị niêm phong ở thân kiếm bên trong, trực tiếp kích động cựu Nhật chi chủ, làm hắn hồi phục. Ngươi bố trí, rốt cuộc là cái gì, vì sao phải hy sinh con gái mình? Diệp thần chấn định lại, nhớ tới bị hiến tế rơi võ giao, nội tâm như cũ một hồi co rúm. Cựu Nhật chi chủ ánh mắt mê ly, tựa hồ rơi vào cổ xưa nhớ lại bên trong, yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói. Ta muốn bố trí sống lại, cầm nàng làm đồ đựng. Diệp thần con ngươi co rúm một cái, nói cái gì đồ đựng? Chẳng lẽ ngươi muốn đoạt xác con gái mình? Cựu Nhật chi chủ nói, không phải, ta là chuẩn bị sau khi sống lại, đem mình chọn đời tu vi, rốt vào đến nàng trong cơ thể, để cho nàng thừa kế ta đạo thống, ta là nàng để lại phong phú bảo tàng, nàng sẽ trưởng thành. Nhắc tới con gái thời điểm,
Cựu Nhật Chi Chủ thanh âm mang hoài niệm cùng yêu thương, khóe miệng hiện ra một nụ cười châm biếm. Diệp Thần nội tâm đại chấn, nói, lúc đầu ngươi nói đổ đựng, là cái ý này sao? Hắn còn lấy là cựu Nhật Chi Chủ nói đổ đựng, là ma tổ vô thiên loại tình huống đó, phải chuẩn bị đoạt xác sống lại. Nhưng không nghĩ tới, cái này đổ đựng lại là thật đổ đựng, chính là hắn tu vi chịu đựng. Hắn phải đem mình tu vi, toàn bộ truyền thụ cho võ giao, một chút cũng không lưu. Thậm chí, trong truyền thuyết, cựu Nhật Chi Chủ bảo tàng, cũng là võ giao lưu lại. Cựu Nhật Chi Chủ nói, năm đó tình thế gay gắt, ta đã dự cảm đến, Vũ Hoàng Cổ Đế muốn quật khởi, cho nên nói trước bố cục, hy sinh giao nhi đúc kiếm, chỉ có thể để cho nàng tạm thời hy sinh, gìn giữ một chút thần hồn sức sống, nếu không cùng Vũ Hoàng Cổ Đế giết tới, nàng không thể nào sống sót. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng rét một cái. Đúng là, lấy Vũ Hoàng Cổ Đế tính cách, hắn không thể nào sẽ bỏ qua cho cựu Nhật Chi Chủ người nhà. Nhắc tới Vũ Hoàng Cổ Đế thời điểm, cựu Nhật Chi Chủ trong thanh âm rất nhiều kiêng kỵ ý, nói, Vũ Hoàng Cổ Đế người này, khắc cốt thiếu tình cảm, lãnh huyết vô tình, nếu như nói cái này thế gian, có ai không chịu từ bi huyết mạch ảnh hưởng, vậy cũng chỉ có một mình hắn. Võ giao từ bi huyết mạch, cảm hóa năng lực cực mạnh, coi như là Diệp Thần, đều bị nàng bị nhiễm, không nhẫn tâm làm xảy ra cái gì thương thiên hại lý cử động. Cái này bị nhiễm, nhưng thật ra là Diệp Thần nội tâm, thiện một mặt phản ảnh. Chính vì hắn có thiện niệm, mới sẽ bị võ giao đánh động. Liền liền thường mạch quân, tà kiếm các người, như vậy hung hãn tồn tại, cũng là võ giao mà kích động, có thể tưởng tượng được võ giao huyết mạch mạnh mẽ. Nhưng tức đã là như vậy cường đại huyết mạch, như vậy từ bi cùng có lòng tốt, đều không cách nào kích động Vũ Hoàng Cổ Đế. Vũ Hoàng Cổ Đế là tuyệt đối tàn bạo tồn tại, người này đã máu lạnh tới cực điểm, thế gian không có bất kỳ tình cảm có thể đánh động hắn. Cho nên, hắn sẽ không quản võ giao sống chết. Cựu Nhật Chi Chủ vì gìn giữ con gái, mới quyết định bố trí. Diệp Thần nội tâm vô cùng rung động, đem hậu đế tam kiếm, hắn mới tới địa tâm vực không lâu thì gặp phải, thời điểm đó hắn, nơi nào nghĩ đến, cái này sau lưng, lại có thể quan hệ đến cựu Nhật Chi Chủ bố trí. Cái này bố trí, chân thực quá mức khoáng đạt thần bí, cho dù là đem hậu đế tam kiếm, bọn họ biết cũng không nhiều. Diệp Thần suy nghĩ có chút hỗn loạn, kinh ngạc không nói ra lời. Cựu Nhật Chi Chủ nói, Luân Hồi Chi Chủ, ta muốn nghiêm túc cùng ngươi nói một chút. Diệp Thần nói chuyện gì? Cựu Nhật Chi Chủ nói, ta muốn mời ngươi hồi phục con gái ta. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nói, như thế nào hồi phục? Cựu Nhật Chi Chủ nói, gom đủ 8 đại thiên kiếm, để cho ta hồn phách khôi phục nguyên vẹn, lại đem ta hiến tế, là được làm con gái ta hồi phục, đến lúc đó, nàng sẽ thừa kế ta đạo thống, tìm được ta bảo tàng, nghịch thiên quật khởi, cùng ngươi cùng đối kháng vạn khư. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói 8 đại thiên kiếm, muốn gom đủ, chỉ sợ khó hơn lên trời. Trước mắt, Hoang Ma thiên kiếm, Long Uyên thiên kiếm, Tai Nạn thiên kiếm, cái này 3 cây kiếm ở Diệp Thần trong tay. Thứ tư Yên Tịch thiên kiếm, ở Hồng Thiên Kinh trong tay, chỉ có giết chết hắn mới có thể bắt được. Thứ năm Thanh Thần La thiên kiếm, bị Huyền Cơ Nguyệt chấp trường, vậy muốn giết chết Huyền Cơ Nguyệt, mới khá cướp lấy. Thứ sáu Thanh Võ Uy thiên kiếm, ở thân đồ Uyển Nhi trên tay, nếu như thân đồ gia tộc không ngăn trở, Diệp Thần cũng có thể mượn được. Thứ bảy Thanh Băng Hoàng thiên kiếm, cầm kiếm người là Thái Thượng thiên nữ, phỏng đoán cũng có thể mượn được. Nhưng cuối cùng một Thanh Luân Hồi thiên kiếm, trước mắt ở hắc ám biển cấm, muốn cướp lấy, muôn vàn khó khăn. Thật muốn gom đủ 8 đại thiên kiếm, nơi nào có như thế đơn giản. Cựu Nhật Chi Chủ nói, ta tuy biết khó khăn, nhưng cũng chỉ có thể mời ngươi ra tay, Vũ Hoàng Cổ Đế vô cùng cường hãn, một mình ngươi không thể nào chống lại, cùng con gái ta liên thủ, mới có chiến thắng cơ hội. Vũ Hoàng Cổ Đế tu vi, đã đạt tới hiện thế võ đạo đỉnh cấp, chính là cao cấp nhất vô lượng thiên quân, này đám nhân vật, chân thực quá mức mạnh mẽ, liền Nhâm Phi Phàm đều phải tránh mũi nhọn. Vạn cổ tới nay, Luân Hồi Chi Chủ cùng Nhâm Phi Phàm, cẩn thận một chút, chính là kiêng kỵ Vũ Hoàng Cổ Đế sau lưng uy nghiêm. Chàng này đánh cờ, thật ra thì liền Diệp Thần trong lòng, cũng không có nắm chắc tất thắng. Nhưng hiện tại, nghe được cựu Nhật Chi Chủ mà nói, Diệp Thần nhưng là một hồi động tâm. Nếu như cùng võ giao liên thủ, tương đương với cùng cựu Nhật Chi Chủ liên hiệp, chiến thắng Vũ Hoàng Cổ Đế cơ hội, đúng là lớn lớn tăng lên.
nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cựu Nhật chi chủ khí số đã hết, khí vận của hắn đã sớm mất hút, hợp tác với hắn, có thể sẽ không có kết quả gì tốt, thậm chí sẽ gặp bị tai ách liên lụy. Cái này trong chỗ u minh số mạng, không thể không cân nhắc. Diệp Thần cân nhắc luôn mãi, nói ta cân nhắc một chút. Cựu Nhật chi chủ nói, không cần suy xét, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Vừa nói, cựu Nhật chi chủ sử dụng một khối ngọc giản, nói, khối ngọc này giản, là ta võ đạo lĩnh ngộ kết tinh, bên trong Niêm Phong Đại Thiên Trọng Lâu trưởng tu luyện mấu chốt. Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, nói, Đại Thiên Trọng Lâu trưởng. Đại Thiên Trọng Lâu trưởng, chính là xếp hạng thứ nhất cửu thiên thần thuật, cương mãnh vô địch, nghiền ép vạn thế, trước mắt phong ấn ở Diệp Thần huyết mạch chỗ sâu, hắn còn không có lĩnh ngộ. Cựu Nhật chi chủ nói, không sai, trước đây thật lâu, ta tiếp xúc qua Đại Thiên Trọng Lâu trưởng, mặc dù không có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng ta khổ tâm nghiên cứu mấy chục ngàn năm, đã có rất nhiều cách nhìn, nếu như ngươi có thể được ta chỉ điểm, có lẽ có thể hồ quán đỉnh, mai kia thông suốt cơ hội. Diệp Thần nhất thời ngây ngẩn, không nghĩ tới cựu Nhật chi chủ vậy tiếp xúc qua Đại Thiên Trọng Lâu trưởng, vậy hẳn là rất lâu đời chuyện, cuối cùng tạo hóa cơ biến, thiên địa càng giao dịch, cái này thần thuật bí tịch, mới cuối cùng rơi vào Diệp gia trong tay. Nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Đại Thiên Trọng Lâu trưởng, Diệp Thần sức chiến đấu, tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Hắn mơ tưởng để cầu, vẫn luôn muốn luyện thành, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội. Cửu thiên thần thuật, chân thực quá khó tu luyện, đặc biệt là Đại Thiên Trọng Lâu trưởng, vẫn là xếp hạng thứ nhất tồn tại, coi như lại cho Diệp Thần 100 năm, 1.000 năm, 10.000 năm thời gian, hắn vậy không có nắm chắc hiểu thấu đáo. Cựu Nhật chi chủ nói, như thế nào? Chúng ta tới giữa, nhưng có hợp tác cơ hội. Diệp Thần tim mãnh liệt nhảy lên, nhưng cái này hợp tác sau lưng, liên lụy đồ quá nhiều, hắn trầm mặc, lại không có tùy tiện đáp ứng. Mộ chủ đại nhân, đáp ứng hắn đi, võ giao tiểu thư cuối cùng là vô tội, năm đó nàng chết được quá thảm, vô luận như thế nào, nếu có hồi phục nàng cơ hội, cũng được thử một chút. Luân hồi mộ địa bên trong, cửu U Tà Quân dài dài thở dài một cái, hắn nội tâm bên trong, đối với võ giao chết, vậy cảm thấy thương tiếc cùng bi thương. Võ giao huyết mạch, từ bi hơi thở quá mạnh mẽ, liền hắn vậy bị nhiễm, không đành lòng thấy võ giao chết đi. Diệp Thần nội tâm đại chấn, nhớ tới võ giao lúc còn tấm bé hậu, trước khi chết bi thảm tiếng khóc, còn có nàng thiếu nữ bây giờ hình dáng, bộ kia ngủ say điềm tĩnh tư thái, trong lòng càng kích động. Được, cựu Nhật chi chủ, ta đáp ứng ngươi. Chúng ta có thể hợp tác, ta sẽ nghĩ biện pháp, gom đủ 8 đại thiên kiếm, hồi phục võ giao tiểu thư. Cuối cùng, Diệp Thần ngưng mắt nhìn cựu Nhật chi chủ, đáp ứng. Cựu Nhật chi chủ đại hỉ, nói, đa tạ, ngay sau đó đem vậy võ đạo ngọc giản, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, mơ hồ tới giữa, bắt được một chút hết sức quen thuộc hơi thở, đó là Đại Thiên Trọng Lâu trưởng hơi thở. Cựu Nhật chi chủ, đã từng tu luyện qua Đại Thiên Trọng Lâu trưởng, hơn nữa thiếu chút nữa thành công, hắn tu luyện cảm ngộ, đối với Diệp Thần mà nói, là một khoản thiên đại bảo tàng, có thể giúp hắn lĩnh ngộ. Luân hồi chi chủ, ta ngoài ra, còn hy vọng ngươi có thể từ đại cuộc lên đường, không muốn sẽ cùng ta sư đệ tranh đấu. Cựu Nhật chi chủ lại nhắc nhở. Diệp Thần nói, cái gì? Cựu Nhật chi chủ nói, ngươi và ta sư đệ ma tổ vô thiên, ân oán không nhỏ, nhưng nếu như các ngươi đánh nhau, chỉ sẽ để cho Vũ Hoàng cổ đế lượm tiện nghi, ngược lại không như buông xuống thành kiến. Diệp Thần nói, ta cùng ma tổ vô thiên, ngược lại cũng không phải không chết không thôi, chỉ cần hắn có thể thả qua giả thiên ma đế, cho ma đế thoát thân tự do. Cựu Nhật chi chủ trầm ngâm một hồi, nói, vì đại cuộc, giả thiên ma đế người này, chỉ có thể hy sinh, ta sư đệ cần một cái mới đổ đựng, hắn là thích hợp nhất thí sinh. Nghe vậy, Diệp Thần cười ha ha một tiếng, nói cựu Nhật chi chủ, ngươi tính toán ngược lại là đánh được vang dội, giả thiên ma đế là ta bạn tốt chí giao, ta tuyệt sẽ không bán đứng hy sinh hắn. Cựu Nhật chi chủ trầm mặc xuống, một hồi than thở. Diệp Thần không chịu hy sinh giả thiên ma đế, vậy cuối cùng muốn cùng ma tổ vô thiên quyết liệt. Cựu Nhật chi chủ vô cùng thương yêu ma tổ vô thiên, năm đó thậm chí đem vô thiên tên chữ, khắc ở thiên quân phong thần bia trên, hắn tự nhiên không đành lòng thấy Diệp Thần cùng ma tổ vô thiên đánh nhau. Cái này hai người đánh nhau, vô luận ai đánh bại, kết cục đều không phải là hắn muốn thấy. Yên lặng sau một lúc lâu, cựu Nhật chi chủ cuối cùng mang một chút thống khổ,
nói, nếu các ngươi cuối cùng yếu quyết nứt ra, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Diệp thần nói, chuyện gì? Cựu Nhật chi chủ nói, nếu như cuối cùng quyết chiến, ngươi thua, vậy ngươi liền đem con gái ta, ủy thác cho ta sư đệ, để cho hắn thay thế chiếu cố. Diệp thần gật đầu nói, cái này đơn giản, võ giao tiểu thư cuối cùng là vô tội, ta sẽ không để cho nàng bị liên lụy. Cựu Nhật chi chủ đại hỉ, nói, luân hồi chi chủ, ngươi quả nhiên là trạch tâm nhân hậu. Diệp thần nói, nhưng nếu như ta thắng thì sao? Cựu Nhật chi chủ ra mặt co giúp một tí, nói ta sắp muốn rơi vào ngủ say, nếu như đến lúc đó ngươi thắng, ta hy vọng ngươi có thể đem ta thức tỉnh, để cho ta gặp ta sư đệ một lần cuối. Diệp thần nói, có thể. Cựu Nhật chi chủ than thở một tiếng, trước mắt cục diện này, thật sự là tử cục, Diệp thần và ma tổ vô thiên tới giữa, nhất định phải có một người chết. Trừ phi, ma tổ vô thiên có thể buông tha đoạt xác, cho giả thiên ma đế tự do. Nhưng, nếu như thả chạy giả thiên ma đế, ma tổ vô thiên không có cái mới đổ đựng, hắn cái ngày cũ thân thể, rất nhanh thì phải rơi vào suy hủ bên trong, đó cũng là chết. Vô luận như thế nào, đây đều là một cái mâu thuẫn tử cục. Dĩ nhiên, cái này là cựu Nhật chi chủ tử cục, cùng Diệp thần không liên quan. Dù sao, ở Diệp thần trong lòng, giả thiên ma đế tồn tại, tự nhiên muốn so với cựu Nhật chi chủ, ma tổ vô thiên trọng yếu được hơn. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể nhìn giả thiên ma đế bị đoạt xác. Cựu Nhật chi chủ nói tiếp, đúng rồi, người muốn chú ý Huyền Cơ Nguyệt, mau sớm giết chết nàng, nếu không nàng có thể phải bị tiếp đi huyền hải. Diệp thần ngạc nhiên, nói cái gì? Cựu Nhật chi chủ nói, Huyền Cơ Nguyệt người này, chính là vận mệnh đứng đầu, là bàn cờ này biến số lớn nhất, nàng là Hồng Quân tiên đoán bên trong, tương lai phải thừa kế kiêm gia tiên tử đạo chính thống người. Ta trong chỗ U Minh bắt được thiên cơ, kiêm gia kiếm phái người, hẳn rất mau sẽ hạ xuống, tiếp đón Huyền Cơ Nguyệt đi huyền hải. Diệp thần nói, kiêm gia kiếm phái. Cựu Nhật chi chủ nói, ừ, kiêm gia kiếm phái, chính là kiêm gia tiên tử sáng lập môn phái, nàng đạo thống liền ở trong đó, cái này kiêm gia kiếm phái, cũng là huyền hải môn phái lớn nhất, vạn cổ tới nay, một mực chờ hậu vận mệnh đứng đầu đến, nhưng các nàng từ đầu đến cuối đợi không được, có thể phải tự mình hạ xuống nghênh đón. Diệp thần trong lòng rét một cái, nói ta cùng Huyền Cơ Nguyệt đặt ước chiến, mấy ngày sau liền muốn đích thân giết chết nàng. Cựu Nhật chi chủ nói, như vậy quá tốt, Huyền Cơ Nguyệt người này, tuyệt không thể lưu, nếu như bị nàng thừa kế kiêm gia tiên tử đạo thống, nàng cái đầu tiên muốn giết ngươi, ngươi có thể chống đỡ không tới cùng ta sư đệ quyết chiến, sẽ chết ở trên tay nàng, nàng là giữa trời đất biến số lớn nhất, có thể thừa dịp còn sớm giết chết liền thừa dịp còn sớm giết chết. Diệp thần tinh thần nhất thời căng thẳng, cái này Huyền Cơ Nguyệt quả nhiên là thân cái đại khí vận, sau lưng vẫn còn có kiêm gia kiếm phái che chở. Diệp thần cảm giác sâu sắc tương lai khó khăn, nhất định phải mau sớm chu diệt Huyền Cơ Nguyệt, nếu không vô cùng hậu hoạn. Ta muốn rơi vào ngủ say, luân hồi chi chủ, tạm biệt. Ngọc giản này, người thật tốt lĩnh ngộ, bên trong có ta chọn đời võ đạo cảm ngộ. Còn nữa, ta bố cục chi tiết, vậy ở bên trong, ta thời gian không nhiều lắm, chính ngươi thật tốt hiểu, sau này trước phải để cho ta sống lại, mới khá đem ta hiến tế, hồi phục võ giao. Cựu Nhật chi chủ lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn cuối cùng chỉ là một món tàn hồn, muốn gom đủ 8 đại thiên kiếm, thần hồn mới có thể khôi phục nguyên vẹn, cái này một món tàn hồn, cũng không thể hiện thân quá lâu, nếu không sẽ hao tổn tự thân linh khí, thậm chí có thể đưa tới thái thượng thế giới chú ý. Lời nói xong, cựu Nhật chi chủ liền rơi vào ngủ say bên trong, thần hồn hoàn toàn trở về đến Hoang Ma Thiên Kiếm nội bộ. Hoang Ma Thiên Kiếm nội bộ, tự thành một khối thế giới, võ giao ở trên trời, cựu Nhật chi chủ trên đất, cha con gái thiên địa cách nhau, không thể gặp nhau, tình huống khá là thê lương. Ở cựu Nhật chi chủ ngủ say sau đó, Diệp thần trầm mặc tốt một trận, hồi tưởng cùng hắn trò chuyện, cuối cùng cầm lên vậy võ đạo ngọc giản, ngưng thần hiểu. Cái này võ đạo ngọc giản, ghi lại cựu Nhật chi chủ, cả đời võ đạo cảm ngộ, trong đó có đại thiên trọng lâu trưởng tu luyện mấu chốt. Trừ cái này ra, còn có một chút mịt mờ bí mật, giống như là cựu Nhật thời đại truyền thuyết, thiên võ tiên môn đạo thống, thập đại lão tổ bí mật, hồng quân cùng võ tổ cổ xưa bí văn vân. Vân, cựu Nhật chi chủ sống không biết nhiều ít năm, hắn chọn đời lịch duyệt, võ đạo cách nhìn, cũng phong ấn ở ngọc giản này trong. Diệp thần cảm ngộ ngọc giản. Tựa như thấy được cựu Nhật chi chủ cả đời, như sóng tràn bờ bức họa, nội tâm hỗn loạn không dứt.
Trừ cái này ra, còn có cựu Nhật chi chủ bố cục chi tiết, vậy ghi chép trong đó. Lúc đầu, cựu Nhật chi chủ bố trí sống lại, cần chế tạo một cái trận pháp, tên là miễn cưỡng tạo hóa trận. Cái này miễn cưỡng tạo hóa trận, có thể để cho cựu Nhật chi chủ trọng tố thân thể, sống lại khôi phục. Mà đem hậu đế tam kiếm, còn có tà kiếm, thật ra thì đều là trận pháp này tâm trận, bọn họ cũng không phải là sát phạt binh khí, mà là thừa tái thiên địa đại đạo ngày cũ quy luật, tương lai phải dùng tới chế tạo trận pháp, hồi phục cựu Nhật chi chủ. Ngọc giản bên trong, có sống sinh tạo hóa trận bí pháp, Diệp Thần quét nhìn một mắt, dựa vào trận tự quyết nội tình, ngay tức thì lĩnh ngộ thấu triệt. Bố trí miễn cưỡng tạo hóa trận, cần bốn kiếm thành tựu tâm trận, nhưng lấy ta trận pháp thành tựu, một cái tà kiếm là đủ rồi. Diệp Thần bàn tư trước, hắn trận pháp thành tựu cực cao, muốn đánh tạo miễn cưỡng tạo hóa trận, cũng không cần bốn kiếm tề tụ, có một chuôi tà kiếm đủ rồi. Còn như đem hậu đế tam kiếm, có thể cho bọn họ tự do, không cần cầm tới bảy trận. Nếu như cầm đi bảy trận nói, đem hậu đế tam kiếm, đều phải hao hết linh khí mà vẫn, đây là bọn họ sứ mạng. Bất quá, hiện tại có Diệp Thần ở chỗ này, bọn họ vận mệnh có thể thay đổi. Chàng này ngày cũ bố trí, đến chỗ này chấm dứt ở đây. Diệp Thần thu liếm tâm thần, tương lai đường còn rất dài, hắn nhất định phải gom đủ 8 đại thiên kiếm, mới khá để cho cựu Nhật chi chủ sống lại để cho võ giao hồi phục. Cái này tự nhiên là đặc biệt rất xa sự việc. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, ngưng thần cảm ngộ ngọc giản bên trong, vậy liên quan tới đại thiên trọng lâu trưởng tu luyện mấu chốt. Đại thiên trọng lâu trưởng, cửu thiên thần thuật xếp hạng thứ nhất, cương mãnh ác liệt, không giống phạm thiên thần công như vậy lòe loẹt, môn thần thông này, là đơn thuần trưởng pháp, chính là đơn giản một trưởng, lấy thao thiên lực lượng, nghiền nát hết thảy, đánh bể hết thảy. Ở thế giới hiện thật vũ pháp thần thông bên trong, đại thiên trọng lâu trưởng cũng là xếp hạng thứ nhất tồn tại, thiên hạ tới giữa, không có so với cái này trưởng pháp, lợi hại hơn vũ kỹ. Nếu như có lợi hại hơn, vậy khẳng định không phải cái thế giới này đồ, chỉ có thể là không không lúc nào không bên trong đạo pháp. Nhưng không không thời không đạo pháp, không thể nào xuất hiện ở thế giới hiện thật, bởi vì đạo không cùng, quy luật là xung đột. Nói cách khác, chỉ cần luyện thành đại thiên trọng lâu trưởng, thì đồng nghĩa với chấp trưởng thực tế võ đạo mạnh nhất thần thông. Diệp Thần ngưng thần cảm ngộ, đầu óc ùng ùng vang dội, phảng phất có một miếng thế giới mới cửa mở ra. Hắn thấy được, từng cái mênh mông thế giới vô biên, vô số vũ trụ tinh không, như lưu huỳnh vậy ở trước mặt mình lướt qua. Những thứ này vũ trụ tinh không, là như vậy mênh mông đến làm người ta tuyệt vọng bước, tựa như vĩnh sinh đều không thể vượt qua. Mà đây chút tinh không, lại là như vậy yếu ớt đến tựa như một trường, liền có thể đập bể nghiền bạo. Một trường này, chính là đại thiên trọng lâu trường. Uy áp vũ trụ, nghiền bạo tinh không, một trường bạo đánh ra, có thể làm hàng tỷ tinh khung ngay tức thì băng diệt, uy năng cường hãn, chân thực khó mà dùng lời nói hình dạng, xứng đáng không thẹn thực tế đỉnh cấp. Ở Diệp Thần tích chữ từ lĩnh ngộ thời điểm, vậy vô cùng vũ trụ trong tinh không, dần dần hiển hóa ra một tòa thật to lầu các. Lầu các đó, chính là trọng lâu. Trọng lâu hạ xuống, vũ trụ làm than xúc, tinh không làm băng diệt, cho dù là hoàn vũ tinh khung, đều không cách nào chịu đựng chỗ tòa này trọng lâu uy lực. Diệp Thần yên lặng cảm ngộ, cả người máu dần dần sôi trào, núp ở hắn huyết mạch chỗ sâu đại thiên trọng lâu trường, vậy các loại diệu pháp, từng tầng một sương mù dày đặc, lục tục mở ra. Cửa này cửu thiên thần thuật bí ẩn, một chút xíu in vào Diệp Thần trong lòng trên. Nếu như dựa vào chính hắn lĩnh ngộ, đó là 10.000 năm vậy rất khó có tiến bộ, dẫu sao cửu thiên thần thuật quá phức tạp, liền năm đó nhâm phi phàm, vậy hao phí cực lớn tâm huyết, mới khó khăn lắm lĩnh ngộ thành công. Mà đại thiên trọng lâu trưởng, so nhâm phi phàm hy hoàng lôi ấn còn lợi hại hơn, tự nhiên càng khó hơn lĩnh ngộ. Thật may, Diệp Thần có cựu Nhật chi chủ lưu lại bí pháp truyền thừa, tương đương với đạt được cựu Nhật chi chủ tự mình chỉ điểm. Cựu Nhật chi chủ mấy vạn năm cảm ngộ, hiện đang nhanh chóng bị Diệp Thần hấp thu. Mà ở Diệp Thần tu luyện cảm ngộ thời điểm, đem hậu đế tam kiếm, còn có huyết ngưng thiên, ở huyết u cốc nơi phế tích, cũng cảm nhận được động trời dị tượng. Theo Diệp Thần không ngừng lĩnh ngộ đi sâu vào, thiên địa hư không run lẩy bẩy, có thế giới vô biên mênh mông sức sống, ở bốn phía phun trào hội tụ. Nguyên bản hóa thành phế tích huyết u cốc, lại khôi phục sức sống. Như vậy qua được 5 ngày, huyết u cốc bên trong, dần dần xuất hiện từng ngọn lầu các,
nguy nga cao vút, cắm thẳng vào trời cao. Những thứ này lầu các, mái cong nóc vẽ, gỗ lim kim trụ thẳng sâu lầu chót, chung quanh lượn quanh lấy hành lang phương chuyên lẫm, lẫn nhau chuẩn hợp, cấu tạo vô cùng là xảo diệu, nóc bao trùm lưu ly vàng miếng ngói, trang trọng mà nghiêm túc, đại khí bàng bạc, chính là Diệp Thần tu luyện đại thiên trọng lâu trường, hiển hóa đi ra ngoài trọng lâu dị tượng. Đây là trọng lâu khí tượng, chẳng lẽ luân hồi chi chủ đã luyện thành đại thiên trọng lâu trường. Đế Kiếm nhìn chung quanh từng ngọn lầu các, nội tâm rung động tới cực điểm. Đại thiên trọng lâu trường là thần bí nhất cửu thiên thần thuật, không người biết ở nơi nào, hắn lại không nghĩ rằng, lúc đầu cửa này thần thuật, ngay tại Diệp Thần trên tay. Hơn nữa, Diệp Thần còn tu luyện thành công. Từng ngọn trọng lâu, bung ra vạn trượng kim quang, thụy khí thiên điều, cuồn cuộn phun ra, ùn ùn kéo đến. Bầu trời bên trong, xuất hiện ảo ảnh vậy trọng lâu dị tượng, chấn động thước toàn bộ địa tâm vực. Địa tâm vực các nơi, cũng có thể cảm nhận được vậy hào hùng khí tượng, đó là thuộc về duy nhất đại thiên trọng lâu trưởng uy nghiêm. Đại thiên trọng lâu trưởng, xếp hạng thứ nhất cửu thiên thần thuật, là ai luyện thành? Không thể nào, đại thiên trọng lâu trưởng, được gọi là thực tế võ đạo nhất đỉnh cấp thần thông, coi như là cân nhắc quyết định đứng đầu, cũng không có lớn như vậy khí vận, có thể chấp trưởng à, rốt cuộc là ai? Dõi mắt địa tâm vực, có ai có thể luyện thành đại thiên trọng lâu trưởng? Địa tâm vực rất nhiều địa phương, vô số cường giả, thấy vậy đại thiên trọng lâu kinh thiên dị tượng, nhất thời bị rung động ở. Nguy nga mênh mông thần thuật uy nghiêm, thậm chí xuyên qua địa tâm vực, lan truyền đến chư thiên vạn giới bên trong đi. Hắc ám biển cấm bầu trời, vĩnh viễn là phủ đầy khói mù xám nói bừa hình dáng, nhưng đại thiên trọng lâu khí tượng, lan truyền tới nơi này, tất cả khói mù cũng bị đuổi tản ra, bầu trời ánh vàng rực rỡ, tràn ngập từng luồng sáng chói cuồn cuộn thần mang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 325.